trăm Channel. Chương 251, Ôn Thần Những người khác cũng ghé sát vào quan sát, không biết thứ gì, chỉ là người kể sát đều sẽ nhịn không được khi thì ho khan một chút. Lạc Thiên Hà mở hộp ra, phát hiện bên trong là vật thể dạng cao trong suốt, trong thể dạng cao còn nằm một hạt trâu màu đỏ to bằng quả trứng gà. Hắn ngửi một cái, cẩn thận ngửi mới ngửi được có một cỗ hương u lãnh đạm, ngón tay lại sờ sờ vật thể dạng cao trong suốt kia, ho khan một tiếng mới trần trở nói, vật thể dạng cao này tựa hồ là vân nê, chỉ là vân nê trong trẻo lạnh lẽo, cái này lại hơi có nhiệt độ. Ngụy Bình Công nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, Nam Tê Như An vẫn luôn trong suốt đột nhiên chen miệng, hạt châu màu đỏ bên trong, hẳn là hỏa liệt thạch, nhiệt độ hẳn là đến từ tảng đá này. Thấy thứ bị phong ấn trong bùn đất đều có thể liếc mắt một cái nhận ra, Ngụy Bình Công nhìn lại, hỏi, ngươi là ai? Nam Tê Như An lập tức chắp tay nói, tại hạ gia tộc Nam Tê Nam Tê Như An. Ngụy Bình Công ồ một tiếng, cậu chính là đứa con riêng của Nam Tê Văn. Sắc mặt Nam Tê Như An đột nhiên thay đổi, muốn nói lại thôi, sắc mặt kia rất cuốn bách. Hắn biết vị này sau khi ăn tội có oán khí nói chuyện không quá khách khí, cho nên vẫn tận lực bảo trì mình trong suốt. Ai ngờ vẫn không cẩn thận đưa tới lời nói thất đức, cái này gọi là bị náo loạn tại chỗ. Nhưng hắn lại không dám chỉ trích đối phương cái gì, người từng có lý lịch như Ngụy Bình Công, đối với những cái gọi là đại gia tộc kia sẽ không có bao nhiêu kiêng kỵ. Dựa vào nhân mạch của người ta ở minh giới, nếu thật muốn lừa người, thì có thể đem vong linh của gia tộc Nam Tê đưa vào súc sinh đạo đầu thai, vậy cũng quá ghê tởm. Khương Sơn Sơn và Trúc Mộng đi theo đồng thời nhíu mày, bọn họ dù sao cũng là người của gia tộc Nam Tê, lời này của Ngụy Bình Công làm nhục gia chủ. Theo lý thuyết vốn nên ra mặt một chút, nhưng mà cũng rất băn khoăn thân phận của đối phương, không thể không chịu đựng tần nghi tận lực mặt không chút thay đổi bất quá trải qua chuyện này xem như đối với cá tính ngụy bình công hiểu rõ hơn một chút về sau có cơ hội cùng nói chuyện cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được lâm uyên trước sau như một mặt không chút thay đổi chỉ nhìn nam tê như an nhiều hơn mà thôi bạch linh lung cũng nhìn nam tê như an nhiều hơn vẻ mặt la khang an có chút đặc sắc phát hiện vị ngụy soái này nói chuyện rất có cá tính lạc thiên hà thì là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tận lực làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy, trong nội tâm vẫn cảm thấy Ngụy Bình Công nói chuyện có chút thất đức. Có một số việc chỉ là lời đồn đãi bên ngoài, cũng không có chứng cứ. Cũng mặc kệ có chứng cứ hay không, cho dù là thật, có một số việc coi như là tiên đình cũng phải mắt nhắm mắt mở, sẽ không dễ dàng đi tích cực. Dù sao công lao của gia tộc Nam Tê đã từng cùng nền tảng hiện tại bày ở đó, chỉ vì chuyện như vậy xử lý một cái Nam Tê văn ý nghĩa không lớn, gia tộc nam tê dù sao cũng không phải là hộ nhỏ tiên đình thật sự muốn động đến gia tộc nam tê vậy đây chỉ có thể là một trong những tội danh phá hủy gia tộc nam tê tuyệt đối không phải là tội danh trọng yếu tội nhỏ bực này đối với gia đình nhỏ mà nói ngã xuống một người chính là đại họa ngập trời đối với gia tộc nam tê mà nói lại chỉ là chặt đứt một nhánh cây mà thôi coi như thật sự là nam tê văn con riêng tiên giới chuyện như vậy hẳn là có không ít lập ra tiên quy tương quan mục đích là để khống chế thủ đoạn nhân khẩu tràn lan của tiên giới nói trắng ra rất nhiều quy củ là vì ước thúc người không có năng lực lợi dụng sơ hở có thể quản được đại đa số người cũng đã là quy củ thành công đương nhiên quy củ chính là quy củ cũng không ai dám trắng trợn lấy thân thử pháp tiên đình không xử trí thì mặt mũi ở đâu quy củ ở đâu giống như ngụy bình công trực tiếp đâm thùng đích thật là làm cho người ta có chút không xuống đài được nhưng nói đi cũng phải nói lại lời này xuất phát từ miệng ngụy bình công thật đúng là làm cho người ta miên man bất định ít nhất trong bụng lạc thiên hà đang nói thầm chẳng lẽ nam tê như an này thật sự là con ruột của nam tê văn mà đây cũng chính là nam tê như an sợ ngụy bình công nguyên nhân thân là minh giới đã từng đỉnh cấp cao tầng một trong dễ dàng nắm giữ một ít bí mật để cho hắn sợ hãi bí mật kỳ thật chính hắn cũng không biết mình đến tột cùng có phải hay không nam tê văn con riêng nhưng có một số việc minh giới thật muốn tích cực đi tra Ai đầu ai thai là có thể tra ra, thứ này vốn là nắm giữ ở minh giới trong tay. Ít nhất phụ thân Nam Tê Văn đã cố ý dặn dò hắn, tận lực không nên đi chiêu chọc ngụy bình công. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, tiết lộ hướng đi luân hồi là tối kỵ, trái với tuần hoàn thế đạo. Quy lực tối tăm một khi phát tác không phải chư thần có thể áp chế được, không đến vạn bất đắc dĩ ngay cả tiên đình cũng không dám đụng vào. Nhưng có một số việc thật muốn chọc giận người ta thì có chút nói không rõ ràng bị người ta lấy lời này đập bể nam tê như văn không thể ngầm thừa nhận yếu ớt trả lời nam tê văn là nghĩa phụ của tôi ngụy bình công hai tay chắp lại hử lạnh nói tiểu tử ngươi nhất định phải phân cao thấp với ta đúng không trái tim nhỏ bé của nam tê như văn run lên sợ hắn nói ra cái gì vội khom người cúi đầu chịu thua không dám la khang an có chút nhịn không được méo miệng vui vẻ vẫn là lần đầu tiên thấy ngọc công tử tao nhã như vậy phục tùng thiếp mời a à bình thường luôn là một bộ dáng tài trí hơn người một bậc. Hừ, tình cảm cũng không gì hơn cái này. Kỳ thật Nam Tê Như An cũng có chút lo lắng, cảm giác mất mặt trước mặt tần nghi. Ngụy Bình Công hư một tiếng, coi như là tha cho hắn. Quả nhiên là con cháu nhà giàu, kiến thức rộng rãi, đồ vật phong ấn trong mây bùn cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Lạc thiên hà, thua thiệt ngươi còn là người trong tiên cung đi ra, ngay cả chút kiến thức này cũng không bằng người ta. Lạc thiên hà ho khan một tiếng, quay lại vấn đề chính những thứ này cùng ôn thần có quan hệ gì ngụy bình công xem ra người thật sự là ít đọc sách có cơ hội đi linh sơn thiên thư các xem có liên quan ôn thần ghi chép đi ôn thần sinh tồn năng lực rất mạnh lớn nhất khắc tình chỉ có lửa không gặp lửa này mảnh như bụi nhỏ đồ vật không dễ dàng tiêu vong thứ này ở không thích hợp sinh tồn địa phương sẽ tiến vào ngủ đông trạng thái vân nê liền có thể đem niêm phong một khi niêm phong liền tiến vào ngủ đông trạng thái, gặp được thích hợp nhiệt độ liền sẽ tỉnh lại. Lạc Thiên Hà nhất thời minh bạch, nhìn chằm chằm trong tay đồ vật trầm giọng nói, có người đem vật này đưa vào luyện chế trường, âm thầm đem nó cho sống lại. Ngụy Bình Công hơi gật đầu, vừa thấy bệnh trạng của mọi người, ta liền hoài nghi là ôn thần làm loạn, kết hợp với tình huống lễ mừng ngày đó đi qua nơi đây cũng bị hoạn đến. Ta liền nghĩ, thời gian tính toán tốt như vậy, chỉ có hai khả năng, hoặc là có người mang vào ngày hôm đó hoặc là chính là đã dự tính trước ngày hôm đó tiến vào nhiều người như vậy cha ra phiền toái không nói ta cũng không có quyền đi bất khuyết thành cha cái gì ta cũng chỉ có thể làm một ít chuyện ta có thể làm lúc này nhằm vào giả tưởng sau đi cha nếu là có người dự định tốt vậy tất nhiên có vật dẫn ta lập tức sai người toàn diện lục soát toàn bộ luyện chế trường đợi sau khi tìm ra thứ quỷ quái này chứng minh suy đoán của ta lạc thiên hà nói như vậy có thể xác định là ôn thần hiện thế làm loạn mà không phải là vật truyền nhiễm khác ngụy bình công có thể xác định ta đã báo lên tiên đình rồi lạc thiên hà thử hỏi một câu cho nên ngụy xuất cùng mấy thủ hạ đã uống giải dược cái này sao ngụy bình công ho khan một tiếng làm như không nghe thấy lúc trước dù sao cũng từng khoác lác bị vạch trần trước mặt không tốt sao thấy hắn ngầm thừa nhận chẳng khác nào là đã dùng thuốc hiệu nghiệm chứng quà lạc thiên hà nhất thời nặng nề thở phào nhẹ nhõm trong bất hạnh đại hạnh, vật này mặc dù dễ dàng lan đến rất rộng, nhưng chỉ cần ôn thần không chạy loạn, ngược lại không lây bệnh chi yêu. La Khang An nhịn không được toát ra một câu, nói cách khác, có giải dược, cũng không phải là không có thuốc có thể giải. Ngụy Bình Công liếc hắn một cái, ừ một tiếng. La Khang thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, nhếch miệng cười với Lâm Uyên, dáng vẻ may mắn. Tần Nghi lại hỏi, cái gì gọi là ôn thần? Lạc Thiên Hà thở dài, đây vốn là thần hiệu của một vị đại thần tiên triều, bởi vì am hiểu chế tạo ôn dịch. Bị người ta gọi là ôn thần, thập phần đáng sợ, người này dưới cơn nóng giận có thể làm cho vô số sinh linh mất mạng. Khi thay đổi triều đại giao chiến cũ mới, ôn thần này bị chém giết. Trước khi chết, hắn lại thi triển ra thần thông cuối cùng. Cũng không biết làm cái quỷ gì, lại làm cho thân thể mình sụp đổ, hóa thành vô số côn trùng nhỏ. Lúc ấy đều cho rằng thân thể hắn giải thể hóa trần, sau đó người ở đây đều xảy ra vấn đề tử thương vô số mới tìm được nguyên nhân hắn hóa thân côn trùng có thể phun ra một loại độc khí bởi vì côn trùng này quá nhỏ bé ngay cả bản thân côn trùng cũng dễ dàng bị coi là bụi bặm bỏ qua độc khí phun ra có thể tưởng tượng được bởi vì tai họa quá lớn tiên đình lúc ấy nghĩ hết biện pháp đi thanh trừ nhưng vẫn là bởi vì quá nhỏ khó có thể phán rõ hướng đi bởi vậy khó có thể trừ hết đến nỗi dư độc lưu lại đến nay Tần Nghi lại quan tâm nói, giải dược là vật gì? Lạc Thiên Hà, chỉ cần là giải độc tiên đan hiệu suất cao đều có thể hóa giải. Dứt lời lại lật tay chống rỗng nặn ra một viên đan hoàn, bóp nát vỏ ngoài, bỗng nhiên tràn ra mùi thơm thấm vào ruột gan, trực tiếp nhét vào trong miệng mình, ăn vào, yên lặng ở trong bụng thi pháp luyện hóa. Khương Sơn Sơn cùng Trúc Mậu cũng đồng dạng lấy ra giải độc tiên đan, chuẩn bị ăn vào. Lại đồng thời nhìn về phía Nam Tê Như An, Trúc Mậu hỏi, trên người công tử có chuẩn bị giải độc đan dược phòng thân không? Nam Tê Như An gật đầu, có. Anh cũng lấy ra một viên, ba người lục tục ăn vào. Ngụy Bình Công thở ơ lạnh nhạt chợt thấp giọng nhắc nhở Lạc Thiên Hà, chuyện giải dược vẫn là không nên lộ ra thì tốt hơn, nếu không sẽ làm cho lòng người hoảng sợ. Tiếp theo nghĩ biện pháp đi. Ai? Lạc Thiên Hà nhìn quanh bốn phía thở dài. Nghe được lời ấy, ánh mắt tần nghi đã khẽ động, La Khang An cũng lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bình thuốc nhỏ chỉ có thể nắm trong tay, mở nút thắt ra, vẫy tay với Lâm Uyên. Ý bảo hắn đưa tay lại đây, hắc hắc nói, may mắn bên cạnh ta thường chuẩn bị đan dược giải độc, đến chúng ta ăn thêm hai viên, bảo hiểm một chút. Lâm Uyên nhìn hắn đổ ra màu đỏ đan hoàn có chút im lặng, trong lòng biết hắn giải độc dược vô dụng, nhưng vẫn kiên trì vươn bàn tay ra tiếp. Ngụy Bình Công ở một bên hừ lạnh một tiếng, Long Sư Vũ làm sao lại dạy ra đệ tử như ngươi, vừa nhìn đã biết là người ở Linh Sơn không chăm chỉ đọc sách. Thuốc này người uống vào có thể khỏe mạnh mới là lạ, đồ ngốc, thuốc giải này của người vô dụng. La Khang An ngạc nhiên ngẩng đầu, vì sao? Dược hiệu không được, chúng ta ăn thêm mấy viên không được sao? Lạc Thành Chủ nói, phải hiệu suất cao giải độc tiên đan mới được, người cái này ngược lại vọt ra cái quỷ gì, chị ngã đánh tổn thương đi. La Khang An xấu hổ cười nói, xem ngài nói như vậy, không đến mức, ta đây coi như là linh đan cao cấp, thuốc bảo đảm độc tính bình thường đến bệnh trừ, rất hiệu suất cao. Ngụy Bình Công khinh bỉ nói, đây là độc tính bình thường sao? Muốn giải ôn thần, phải giải độc tiên đan cấp kim đan mới được. La Khang An lúc cười không nổi, quá sợ hãi nói, viên kia ít nhất phải ngàn vạn châu nhảy lên giá cả mới có thể mua được à. Lời này vừa nói ra, tần nghi văn đột nhiên biến sắc, cấp bậc kim đan, chương 252 lại tới, liền ngươi. Luyện chế trường này có gần hai vạn người, diệt trừ một vạn quân đóng quân, bảy tám phần khác cần củ hộ vệ cùng luyện chế nhân viên đều là nàng tần thị thuê người. Nói cách khác, dù là đóng quân không cần tần thị quản, nàng tần thị ở chỗ này cũng còn có vạn đem người cần giải độc. Vạn người này đều là tần thị thuê tới, gặp phải loại sự tình này tần thị không thể mặc kệ, nếu mặc kệ chẳng khác nào trơ mắt nhìn những người này đi tìm chết. Nơi này tuyệt đại đa số người đều không có năng lực xuất ra hơn ngàn vạn châu đến mua kim đan cấp bậc giải độc tiên đan, mà người có thể xuất ra ngàn vạn mua giải độc tiên đan đều là nhân viên quan trọng trong nhân viên, thường thường ngược lại là người tần thị nàng cần bận tâm đầu tiên, người cần xuất tiền xuất lực chiếu cố đầu tiên. Không thể để cho những người đó tự mình bỏ tiền mua giải dược, ví dụ như che không con, có thể để cho người ta tự mình bỏ tiền làm việc cho tần thị sao? Nói cho cùng chuyện này đều do tần thị lo liệu nếu quản quản như thế nào chứ không nói trong lúc nhất thời có thể hay không mua được nhiều như vậy đắt tiền giải độc kim đan một viên đơn giá dựa theo thấp nhất một ngàn vạn đến tính toán cũng phải muốn một ngàn ức a à. tần thị chống đỡ cục diện lớn như vậy vốn là tài lực có hạn thật vất vả từ trong tay phan thị cùng chu thị làm một trăm ức mới xoay chuyển lại đi đâu tìm ra nhiều tiền như vậy một trăm ức cũng không phải là cái số lượng nhỏ toàn bộ tiền giới có thể xuất ra tiền mặt này người có nhưng không có mấy cái có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra nam tê gia tộc cho dù có thể gom góp ra cũng không có khả năng gom góp lớn như vậy một khoản cho tần thị nam tê gia tộc chính mình còn muốn hay không lưu lại để phòng nguy hiểm đương nhiên tần thị cũng có thể mặc kệ những người này cũng mặc kệ hậu quả là một khi những người này chết đi tần thị lại đi đâu chiêu người đi ai còn dám tới lúc này đây rất có thể trọng thương tần thị tần nghi làm sao có thể không biến sắc hiện trường chỉ có la khang an nhìn chung quanh quan tâm mình không nghĩ tới những thứ này những người còn lại đều tâm tình trầm trọng lạc thiên hà trầm mặc đối với hắn mà nói cũng không phải hy vọng tần thị sụp đổ nhưng tần thị sụp đổ chưa chắc không phải là chuyện tốt trước mắt những thứ này không phải là bởi vì tần thị cạnh tranh rước lấy phiền toái sao lúc trước hắn đã khuyên tần nghi nhưng tần nghi không nghe hiện giờ hắn cũng chỉ có thể cho rằng là tự làm tự chịu Ngụy Bình Công chắp tay nhìn trời, Tần Thị sống chết càng không nằm trong sự quan tâm của hắn. Mà Tần Nghi thì ở dưới lòng tràn đầy thiêu đốt, huyết khí xung đột càng ngày càng lợi hại, nàng lại che miệng khụ khụ lên, một trận ho khan kịch liệt. Nam Tê Như An lên tiếng hỏi Bạch Linh Lung, các ngươi không có giải độc tiên đan phòng thân sao? Theo lý mà nói, người đến cấp bậc Tần Nghi này, dựa vào tài lực của Tần gia sẽ không quan tâm đến ngàn vạn này, mệnh khẳng định quan trọng hơn chút tiền ấy, giá trị hơn trăm triệu đều sẽ tiêu, hẳn là sẽ chuẩn bị tiên đan cực kỳ hữu dụng để phòng ngừa cấp cứu ngoài ý muốn. Quả nhiên, Bạch Linh lung gật đầu, có, Nam Tê Như An, vậy còn không mau để hội trưởng các cậu ăn vào. Bạch Linh lung liếc mắt nhìn Lâm Uyên, La Khang An cùng Giang Ngộ, trên tay nàng đích thật là có, nhưng lượng không đủ chu toàn mấy người, trên tay nàng chỉ có hai viên. Để chuẩn bị nàng cùng Tần Nghi thỉnh thoảng cần thiết, nàng đang băn khoăn việc này, mắt thấy bộ dáng Tần Nghi, hơn nữa nam tê như an thúc dục cũng bất chấp những thứ khác. Lấy ra tiên đan, tiến lên nạp một viên vào trong miệng tần nghi, giúp nàng ăn vào, miễn cho quay đầu lại tần nghi khó xử, không dễ làm người, trước bảo trụ tần nghi quan trọng hơn. Sau đó một trưởng gián ở sau lưng tần nghi, thi pháp trở hắn luyện hóa. Tiên đan cấp bậc kim đan chính là không giống nhau, dược tính vừa rót vào phế phủ, tần nghi rất nhanh từ trong ho khan kịch liệt hòa hoãn lại, tiết tấu ho khan chậm lại bạch linh lung buông tay lại lấy ra một viên tiên đan đưa cho tần nghi hội trưởng ta còn một viên nàng không biết nên phân phối như thế nào giao cho tần nghi tự mình làm chủ đi la khang an lúc này trông mong nhìn viên kia nhưng lại nhịn không được quay đầu lại nhìn lâm uyên vị này có quan hệ với hội trưởng chỉ một viên có thể cho mình sao nhưng hắn lại nghĩ mình tốt xấu gì cũng là phó hội trưởng tần thị trên danh nghĩa trước mắt bao người tần nghi hẳn là không tốt cái kia đi lâm uyên ngược lại thần sắc bình tĩnh từ biết có thể là ôn thần sau hắn liền giống như lạc thiên hà giống như biết phương pháp giải cứu hắn dù sao là một viên kim đan cấp bậc giải độc tiên đan vẫn là không thành vấn đề huống chi hắn vốn là có mặt khác chỉ cần không phải là cái gì rất đặc biệt độc như loại này giải độc tiên đan có thể hóa giải độc căn bản không làm gì được hắn tần nghi quay đầu nhìn về phía lâm uyên la khang an giang ngộ nhất là liếc mắt nhìn lâm uyên nói với bọn họ tiền tần thị mua mấy viên tiên đan vẫn là lấy ra được. Tình huống hiện tại phức tạp, ta cần linh lung trợ thủ xử lý một ít chuyện. Trước quản linh lung, các người quay đầu lại, chậm lại một chút. Giang ngộ rất tín nhiệm tần nghi, biết tần nghi hứa sẽ không nuốt lời, là người đầu tiên gật đầu, đưa trợ lý bạch trước. Cái này rơi vào trong mắt Ngụy Bình Công, trong mắt Ngụy Bình Công hơi có thần sắc tán thưởng. Cũng mặc kệ La Khang An cùng Lâm Uyên có đồng ý hay không, Tần Nghị đã một trường đẩy về tiên đan bạch linh lung đưa tới, người dùng trước chuyện có nặng nhẹ không cần băn khoăn cái gì, chính sự quan trọng hơn nàng nói như vậy, bạch linh lung cũng sẽ không băn khoăn, cũng sẽ không giả mồm cãi láo. Lúc này một ngụm uống vào yên lặng thi pháp luyện hóa, khủ khủ La Khang An cố ý dùng sức ho khan vài tiếng nghiêm túc nhắc nhở hội trưởng thứ này đắt tiền vật dĩ hy vi quý bất khuyết thành chỉ sợ không thể bán ra nếu muốn mua cần sớm liên lạc a à, nếu không đồ đạc đắt đỏ dễ dàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ngụy bình công liếc hắn một cái nhịn không được liếc mắt một cái hơi có chút nhãn lực đều nhìn ra la khang an đang cố ý dùng sức ho khan lạc thiên hà nam tê như ando nhìn la khang an tần nghi lúc này dặn dò bạch linh lung lập tức liên lạc với người trong nhà trong nhà hẳn là còn chuẩn bị mấy viên phòng thân bảo người trong nhà chuẩn bị tốt lấy ra ứng phó khẩn cấp mặt khác lại để cho người ta hỏi thăm một chút, xem trong thành ai còn có thứ này. Mua trước giải quyết cao tầng tần thị nhiễm bệnh, trước hết tận lực ổn định cục diện rồi nói sau. Tốt, Bạch Linh Lung lúc này đi ra một ít, lấy di động ra liên hệ tần đạo biên bên kia báo cáo tình huống, cũng truyền đặt ý tứ của tần nghi. Nghe nói tần gia còn có, la khang giàn xếp thì thở phào nhẹ nhõm. Lạc thiên hạ suy nghĩ trở về, hỏi ngụy bình công, ngụy soái như vậy có thể thanh sạch sao? ngụy bình công ta sẽ cho người kéo lưới lặp đi lặp lại toàn bộ luyện chế trường mặc kệ là đồ vật nhỏ bé cỡ nào cho dù xâm nhập dưới lòng đất chỉ cần là vật sống ngoại trừ người ra toàn bộ giết chết hiện tại sự tình đã xảy ra quan trọng nhất ngược lại không phải cái này nếu là có người động tay động chân đêm nay sợ không yên ổn ta nơi này đại bộ phận đều trúng chiêu người của ngươi cần theo dõi chặt chẽ ta đã thượng tấu tiên đình vô luận như thế nào phải đợi đến tiên đình nhân mã chạy tới. Lạc Thiên Hà vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Ngụy Bình Công lại nhìn Tần Nghi, những người khác dễ làm, người của Tần Thị người có chút rong dài, nhất là tên che vô tử kia. Tần hội trưởng, phái người tay chân lưu loát nói chuyện có tác dụng theo ta phối hợp. Lại có người rong dài cản trở quân lệnh của ta, đừng trách ta nói xấu ở phía trước, đến lúc đó sẽ không đơn giản giam giữ như vậy. Tần Nghi cũng biết tính nghiêm trọng của sự tình, trước mặc kệ tần thị sau này có thể chống đỡ được hay không, ôn thần trước mắt phải giải quyết sạch sẽ, nếu không cho dù chống đỡ được, một khi ôn thần có lặp đi lặp lại, còn có thể kháng cự một lần nữa hay không? Chẳng lẽ muốn vứt bỏ luyện chế trường đầu tư số tiền khổng lồ này. Lời nói của Ngụy Bình công không phải không có đạo lý, tất cả mọi người xuất hiện loại triệu chứng này, khó tránh khỏi lòng người rung động bất an, quả thật cần bên này phái ra nhân viên quan trọng tham dự. Tần Nghi nhìn nhìn nhân viên đi theo tay chân lưu loát nói chuyện với nhân viên tần thị có tác dụng. Trước mắt ngoại trừ Bạch Linh Lung cũng chỉ có La Khang An là phó hội trưởng. Mà đáng giá lúc này nàng cần giữ Bạch Linh Lung ở bên người làm việc, chỉ có thể nói với La Khang An là phó hội trưởng, người phối hợp với ngụy soái đi, làm phiền rồi. La Khang An mặt suy sụp, hội trưởng, độc của ta còn chưa giải, thân thể không khỏe a à. Lần trước bị ngụy Bình Công bôi nhọ một phen, hơn nữa phát hiện ngụy Bình Công người này không dễ nói chuyện, hắn có chút sợ ngụy bình công, sợ không cẩn thận gây phiền toái, muốn trốn việc này. Tần nghi hơi nhíu mày, ngụy bình công đã đưa tay chỉ la khang an, dài dòng cái gì? Ngươi là phó hội trưởng tần thị sao? Là ngươi, lại là bộ này. Lão tử có thủ oán với ngươi hay là thế nào? La khang an há miệng, muốn nói lại thôi, nhưng sợ đối phương nổi đoá, chỉ có thể khúm núm đáp ứng. Ngụy Bình Công xoay người rời đi, La Khang An chỉ có thể ngoan ngoãn đuổi theo lâm uyên tự nhiên cũng đuổi theo ai ngờ tùy tùng của ngụy bình công lại đưa tay ngăn lại ngăn cản lâm uyên la khang an sửng sốt một chút giải thích hắn là trợ thủ của ta tùy tùng kia hờ hững nói ta chỉ nghe ngụy xuất nói là một người ngụy xuất nói một người chính là một lạc thiên hà và tần nghi nhìn hắn một chút đối với tùy tùng tên là mạc tân này hai người đều biết trong toàn bộ luyện chế trường vị này là người duy nhất đi theo ngụy bình công từ minh giới tới khẳng định là tâm phúc của ngụy bình công ngụy xuất la khang an lúc này treo cổ hướng ngụy bình công chậm rãi đi xa hô một tiếng nhưng mà ngụy bình công rất cao ngạo căn bản không để ý tới hắn lâm uyên cũng hết cách chỉ có thể nói với la khang an phó hội trưởng tôi ở đây chờ anh la khang an nhìn chung quanh trở về kéo cánh tay lâm uyên kéo hắn ra xa nói nhỏ lâm uyên coi như anh đang lo lắng điều gì thấp giọng nói không cần sợ không đến mức vô duyên vô cớ gây bất lợi cho em là khang an đây đều là thứ yếu một ngàn vạn một viên a à, ít nhất một ngàn vạn một viên a à. người ta đều cầm không ra nhiều tiền như vậy tiền sẽ không nói giải dược tới tay trước tiên ít chịu chút tội người xem những kia ho muốn chết muốn sống có thể dễ chịu sao thì ra tên này đang nhớ đến chuyện này lâm uyên vừa nghe liền khó chịu rất muốn hỏi hắn một chút người nói là quan hệ gì nhưng ngụy bình công đột nhiên quay đầu lại nhìn quát một tiếng kéo dài kéo dài chuyện gì xảy ra đều chán sống sao mạc tân lập tức lên tiếng la phó hội trưởng mời la khang an không dám chậm trễ lúc này rời đi chỉ là một bước ba quay đầu lại lòng tràn đầy lo lắng lâm uyên vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã biết để anh yên tâm la khang an lúc này mới hấp tấp lưu loát hướng ngụy bình công chắp tay mà đi chạy tới mắt thấy cách ngụy bình công càng ngày càng gần hắn rất lo lắng không biết đi theo vị đại lão minh giới này là họa hay là phúc, cũng không cầu có phúc, chỉ cầu đừng hỉ nộ vô thường hầu hạ không nổi là được. Chương 253, ta cùng ngụy xuất nhất kiến như cố. Lâm Uyên đưa mắt nhìn một phen, lại quay đầu nhìn về phía đám người tần nghi, có chút không biết mình nên đi nơi nào. Không có biện pháp, chỉ có thể đi về phía bọn họ, yên lặng đi theo bên cạnh giang ngộ. Phong cách làm việc của Ngụy Xuất rất có cá tính, Tần Nghi đứng bên cạnh Lạc Thiên Hà thở dài. Lạc Thiên Hà lạnh nhạt nói, Minh giới là trung khu luân hồi, Minh giới điện xoái, nhân vật quát tháo u minh, rơi xuống tình trạng giữ cửa cho Tần Thị ngươi, khí có chút không thuận cũng có thể lý giải. Nam Tê Như An chừng mắt nhìn, hắn tự nhiên là rõ ràng Ngụy Bình Công tại sao lại bị đưa tới nơi này, là Tần Nghi yêu cầu rồi sau đó Nam Tê gia tộc âm thầm vận hành. Bất quá hắn hiện tại có chút hối hận, nếu không đem lão gia hỏa này cho lấy tới, Hắn cũng sẽ không kiêng kỵ như thế, lại càng sẽ không rơi vào cái vừa rồi nhục nhã." Tần Nghi có chút tò mò nói, không biết Ngụy Soái vì sao bị giáng chức. Lạc Thiên Hà lắc đầu, ta cũng muốn biết, nhưng chẳng biết tại sao, nếu là chuyện không nên chúng ta biết, người cũng không cần hỏi thăm nhiều, có một số việc không biết chưa chắc là chuyện xấu, đừng gây phiền toái cho mình." "Vâng." Tần Nghi lên tiếng, tiếng ho của nàng rõ ràng tốt hơn nhiều, nhìn quanh hiện trường ánh lửa hừng hực người luyện chế trường phát tác hình như sớm hơn bên ngoài một chút lạc thiên hà ngâm trong ôn độc vô ảnh vô hình này nhập độc càng sâu phát tác tự nhiên nhanh hơn bên ngoài tần nghi yên lặng gật đầu tỏ vẻ hiểu lại hỏi nghe ý ngụy soái tối nay có thể có người sẽ tập kích lạc thiên hà chỉ mong sẽ không xuất hiện nếu không tất nhiên là tử thương thảm thiết tần nghi người nào dám tập kích nơi đóng quân của tiên đình lạc thiên hà liếc xéo lạnh nhạt nói người nói xem, tần nghi sừng sốt một chút, chợt sợ hãi cả kinh. chẳng lẽ là dư nghiệt tiền triều? ngoại trừ cái này, nàng nghĩ không ra còn có ai có thể có lá gan lớn như vậy? lạc thiên hà nghe đồn trong mười ba thiên ma về đạo trên tay có này làm bệnh đồ vật, mà chính là tiên đô trong trận chiến may mắn thoát thân một trong. tần nghi chân chính là nghe đến hết hồn hết vía, không nghĩ tới tần thị sẽ bị thập tam thiên ma theo dõi. thập tam thiên ma đối với nàng mà nói là tồn tại khủng bố, người dám tấn công trung khu tiên giới, có thể tưởng tượng được. Lạc Thiên Hà không hề cùng nàng xả những thứ này, xoay người sai người liên hệ hoành đào bên kia, hỏi đến trước âm thầm theo dõi nhập cảnh nhân viên tình huống, mệnh này có bất kỳ dị thường lập tức báo cáo. Hắn ở đây canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Hang động trên vách núi, là Khang An đi theo một vòng, cuối cùng theo Ngụy Bình Công đến nơi này. Trong động không có ai khác, Mạc Tân đi theo dưới ánh mắt Ngụy Bình Công ra hiệu cũng thối lui ra ngoài canh giữ. La Khang An bốn phía đánh giá một chút động trong lỗ hoàn cảnh, phát hiện rất đơn sơ, nhịn không được nói, Ngụy Soái, ngài vẫn ở nơi này a? À? Ngụy Bình Công ngồi xuống, sách vỏ rượu uống rượu, ân, người có ý kiến? Ừ, La Khang An nghiêm trang gật đầu. Đông, vỏ rượu đập trở lại trên bàn, Ngụy Bình Công cười lạnh nói, người tính là ai, còn quản đến trên đầu ta la khang an nghiêm nghị nói ngụy soái hiểu lầm là lỗi của tần thị chúng ta sao có thể để ngụy soái ở trong hoàn cảnh đơn sơ như vậy ta trở về lập tức cho người an bài nhất định tạo ra một hoàn cảnh tốt nhất cho ngụy soái dứt lời lại nhịn không được kịch liệt ho khan hai tiếng dần dần ho có chút hung dữ náo loạn một vòng là đang vuốt mông ngựa ngụy bình công có chút buồn cười nhìn hắn từ trên xuống dưới có chút cảm giác đánh giá la khang an từ gót chân đến tóc thôi đi ở chỗ này rất tốt." La Khang An liên tục lắc đầu, "Sao không được, là người dưới làm việc bất lợi, Ngụy Xuất không cần so đo với bọn họ, cùng đại địa dung là một thể, mới có thể tốt hơn phát hiện dị thường động tĩnh, xa một chút động tĩnh, ở bên ngoài chưa chắc có thể nghe được. Thế nhưng này trong động âm hiệu truyền bá mới là tốt nhất, ta ở chỗ này đóng giữ, ngươi cho rằng chính là uống rượu." La Khang An hơi giật mình, lại nghiêm nghị nói, "Thì ra là thế, Ngụy Xuất xả thân vì công." tại hạ bội phục sát đất chỉ là trong động nhìn quá đơn sơ ngài xem còn cần cái gì cần cái gì cứ việc nói ta không tiếc trả giá cũng phải đặt mua đầy đủ cho ngài ngụy bình công méo miệng vui vẻ tiện đà lại lạnh lùng nói ta muốn tính mạng của ngươi ngươi cho sao ách la khang an trong nháy mắt nghẹn họng không nói gì cái này sao có thể cho thế nhưng lúc trước nịnh nọt nói có chút quá đầy yếu ớt nói ngụy xuất nói đùa ngụy bình công nghiêm mặt hù dọa hắn ngươi xem ta giống như đang nói đùa sao. Tâm can nhỏ bé của La Khang An nhất thời thấp thỏm, liền cảm thấy vị này nhìn mình không vừa mắt, cũng không muốn đi theo, quả nhiên là không có chuyện tốt. Hắn gượng cười nói, ta tiện mạng, không đáng giá, bẩn chỗ của ngài không tốt. Ngụy Bình Công châm biếm nói, đệ tử Long Sư Vũ, đường đường là phó hội trưởng tần thị, vẫn đáng giá chút tiền, không tính là tiện mệnh. La Khang An than thở nói, Ngụy Soái, nào có ngài nghĩ tốt như vậy, cái này cái gì tần thị phó hội trưởng nói dễ nghe kỳ thật chân chính là cầm một cái mạng đê tiện đổi lấy ngài cũng biết lão sư của ta là long sư đại khái cũng nghe nói lão sư của ta sự tình ai lão sư hảo quang ta là không dính vào cái gì lão sư sau khi xảy ra chuyện ngược lại là ngài không biết ta ở tiên đô thần vệ là như thế nào chịu đựng được cả ngày cục đuôi làm tôn tử đó chính là chuyện cười trong mắt người khác chân chính là cầu thả cầu sinh chua xót dày vò nhiều năm như vậy là người ngoài không thể tưởng tượng không nói cũng được nhưng người có nghe lời cũng vô dụng à có giả bộ tươi cười thế nào cũng vô dụng có người chính là muốn chỉnh ngươi cuối cùng vẫn đá ta ra khỏi tiên đô thần vệ thật vất vả chạy đến tần thị kiếm miếng cơm ăn cũng chỉ là muốn kiếm miếng cơm ăn ai ngờ trên đấu thầu bị một đám người vây công ta nhận thua cũng không được người ta chính là muốn mạng của ngươi bảo ta làm sao bây giờ nhiều năm như vậy ta cũng không dám nói với người ngoài ta là đệ tử long sư ta thật sự không muốn cao điệu cũng không dám cao điệu a à. thế nhưng không có biện pháp mạng ta có đê tiện cũng là cái mạng a à, còn kiến hôi còn sống vụng ta là bất đắc dĩ mới cao điệu một hồi lúc trước nằm mơ cũng không nghĩ tới muốn làm phó hội trưởng này hắn trước sau như một là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ vì chu toàn tính mạng của mình càng là một fan lời tâm huyết bộ dáng hy vọng có thể khiến người nghe động dung Ngụy Bình Công ngược lại là lâm vào trầm mặc, sắc mặt dị thường trầm tĩnh một hồi, chợt cầm lên vỏ rượu mãnh liệt rót vài ngụm rượu. Mới buông vỏ rượu, giơ tay áo lau đem khóe miệng vết nước, lạnh nhạt nói, ít ở chỗ này bán thàn, tiểu tử ngươi vừa nhìn liền không phải là thứ tốt gì. Nghe nói còn dẫn theo cái tiên tử chạy đến cựu linh thần buồng lái khoái hoạt đi, tiểu tử ngươi có thể là bạc đãi người của mình. Người nói là tiên tử tuyết lan phải không? Ôi, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Là Khang An ở đó kêu khổ liên tục. Gặp qua to gan, chưa thấy qua người như vậy, dám mang nữ nhân đi cự linh thần bên trong lêu lồng, người là ta nghe nói qua người đầu tiên. Nhắc tới chuyện đó, là Khang An liền có chút xấu hổ, bề ngoài lại vẻ mặt sâu thảm nói, chuyện đó ta hết đường chối cãi, đúng, ta thừa nhận là đã xảy ra chuyện đó, nhưng ta là bị người hãm hại. Tuyết Lan kia đi, kỳ thật ta đã sớm biết, nàng còn chưa trở thành tiên tử gì thời điểm, ta ở tiên độ đã biết nàng. Khi đó cô ấy là bạn gái tôi, tôi cũng cho rằng cô ấy là, ai ngờ cô ấy lại bị người mua chuộc đến hại tôi. Sau lưng cô ấy là cháu trai lạc miểu của thủy thần Lạc Thanh Vân. Lúc ấy tôi thiếu chút nữa không bị lạc miểu chỉnh chết. Nếu ngài không tin, có thể đi tìm người có liên quan năm đó hỏi thăm một chút. Ngụy Bình Công nhíu mày. Người nói là, chuyện ngươi làm bừa trong cự linh thần, cháu trai của thủy thần cũng tham dự. Trong lòng La Khang An một vạn con quái thú ù ù rong ruổi mà qua, bụi mù nổi lên bốn phía. Không nghĩ tới lão gia hỏa bị giáng chức này cư nhiên biết khẩu cung mình bị thầm vấn, đây là bị trọng điểm chú ý qua hay là như thế nào. Khó trách nhìn mình không vừa mắt, luôn muốn tìm mình tra hỏi. Hắn hơi ngây người, lại lập ngựa thở dài. Ta biết có vấn đề, nhưng ta không có chứng cứ. Ngài nghĩ xem, ta cho dù lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám mang nữ nhân đi cự linh thần làm bậy à. Nhưng lúc ấy không biết chuyện gì xảy ra, người không biết đạo gì, cứ mơ mơ màng màng theo tuyết lan kia, đem nàng mang đến khoang điều khiển cự linh thần. Ta cảm giác ta là bị người bỏ thuốc, bị bỏ thuốc. Ngụy Bình công sừng sốt một chút. Là Khang An, đúng vậy. Nếu không ta lại hồ đồ cũng không có khả năng phạm vào việc này. A, à. ta cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, cũng không phải chưa từng thấy qua nữ nhân về phần lấy việc này làm bậy sao? Người nghĩ a, à, nếu không phải biết ta cùng tuyết lan quan hệ, tìm ai không được vì sao hết lần này tới lần khác tìm Tuyết Lan này tới tiếp xúc ta. Ta nghĩ không hoài nghi cùng Lạc Miểu có quan hệ cũng khó, nhưng việc này đích thật là không có chứng cớ, không có chứng cớ loạn chỉ chứng. Thủy thần thống quản chư giới thủy mạch, quyền đại thế lớn, là ta có thể không có bằng chứng người vô căn cứ trêu chọc sao. Không có chứng cứ ta tự nhiên không dám nói lung tung. Ngụy Bình Công, vậy sao bây giờ ngươi lại dám nói? Lạ Khang An than thở nói, Ngụy Soái là người thấu tình đạt lý, ta cùng ngụy soái nhất kiến như cố, sinh lòng hướng tới, hận gặp nhau muộn, không dám giấu giếm, cho nên nôn ra thành nhanh. Ngụy Bình Công khóe miệng kịch liệt co quắp một chút, chỉ vào mũi hắn nói, tiểu tử ôi, ta hôm nay xem như nhận thức ngươi, ngươi xem người trước đó vì viên giải dược làm trò hề trồng chất bộ dáng, Ngay cả chút rụt rẻ đều không để ý, rõ ràng là tham sống sợ chết, còn dám miệng đầy dâu ria, người cái thối không biết xấu hồ. La Khang An vẻ mặt bi phẫn nói, Ngụy Soái, tại hạ đích thật là lời tâm huyết, chuyện lạc miểu hại ta, ngươi có thể đi điều tra. Ngụy Bình Công một ngụm cắt ngang, khi ta ba tuổi tiểu hài từ đâu? Lại nghe ngươi nói hiu nói vượt đi xuống, không bị ngươi cho nhiễu hôn mê không thể. La Khang An theo bản năng tiếp được, kịch liệt ho khan hai tiếng, hổ nghi nói, đây là... Ngụy Bình Công lạnh nhạt nói, ngươi không phải muốn giải dược sao? Chỗ ta còn một viên, uống đi. La Khang An vẻ mặt kinh nghi bất định, vừa rồi còn nói muốn giết hắn, hiện tại còn nói cho hắn uống thuốc giải. Hơn nữa đối phương trước sau như một đối với hắn không quá hiếu hào thái độ, hắn có thể tin mới là lạ, nhưng ngoài mặt vẫn là tạ ơn, lặng lẽ nắm ở trong lòng bàn tay thu hồi. Ngụy Bình Công nhướng mày nói, cho ngươi ăn, người giữ lại làm gì, giữ lại con dưới sao? La Khang An rất bất đắc dĩ à, nội tâm sợ hãi, lo lắng là cái gì độc dược, mặt ngoài lại vẻ mặt gượng ép nói, Ngụy xuất trên tay còn có sao, tiền, hắn có thể tìm tần thị đòi. Hắn chuẩn bị làm một viên cho Lâm Uyên ăn, trước tiên để Lâm Uyên thử độc, xác nhận không có việc gì ăn cũng không muộn. Ngụy Bình công chừng mắt dựng thẳng nói, ta nói đầu óc ngươi suốt ngày nghĩ cái gì đây? Coi ta là bán dược sao? Ta ngay cả thủ hạ của mình giải dược cũng không đủ, nể tình ngươi đi theo ta chân chạy làm việc phân thưởng, cố ý để lại một quả cho ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu có phải hay không? Chương 254, Đáng ma cung đại quân đích thân tới có phải không biết tốt xấu la khang an không biết nhưng đối phương vừa nói như vậy hắn càng không dám ăn còn cố ý để lại cho ta một viên đánh chết la khang an cũng không tin nhưng ngoài miệng hắn nhất định sẽ không nói như vậy tất cung tất kính hai tay đem giải dược dâng lên đặt trở lại trên bàn vẻ mặt nghiêm nghị nói hảo ý của ngụy soái ta tâm lĩnh tần hội trưởng lúc trước nói tần ra bên kia còn chuẩn bị mấy viên Ta thân là Tần Thị Phó Hội trưởng, quay đầu tự nhiên có một phần của ta. Viên này vẫn là trước cho người cần gấp đi, ta còn có thể chống đỡ một trận. Ngụy Bình công bởi vì hắn xả thân vì người ngây ngốc, sau đó phản ứng lại, tên tham sống sợ chết này không phải là người xả thân vì người gì? Đây là bởi vì một ít nguyên nhân trước đây hiểu lầm. Lúc này Ha Hà cười lạnh nói, cũng đúng. Tần Thị quay đầu lấy được giải dược tự nhiên sẽ không thiếu người. Tiểu tử à, ta cho người một cơ hội nữa. Giải dược này ngươi cầm đi, giữ lại làm dự phòng, về sau gặp phải chuyện tương tự cũng có một giải dược phòng thân." La Khang An vội nói, "Không không không, lúc này quá nhiều người cần giải dược, đúng là thời khắc Tần thị nguy nan, ta thân là phó hội trưởng Tần thị, không thể vì tư lợi của mình mà ăn nhiều chiếm nhiều." Ngụy Bình Công vui vẻ, gật đầu nói, "Tốt, tốt lắm, tiểu tử ngươi là sợ giải dược này có vấn đề a?" À? La Khang An lại nghiêm mặt nói, "Ngụy xoáy lời ấy sai rồi." ngụy soái làm người sao có thể dùng thủ đoạn lạm dụng này với tiểu nhân vật như ta ngụy bình công nhướng mày nói nói như thế người thật sự không cần nghe giọng điệu không tốt la khang an căng thẳng ẩn giấu cảnh giác thành khẩn gật đầu nói ngụy soái lúc này có thể cứu thêm một người thì tính một người thật đúng là lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử ngụy bình công cười lạnh đột nhiên la lớn mạc tân mạc tân canh giữ ở bên ngoài lập tức lắc mình mà vào cũng không hỏi chuyện gì, bó tay nghe lệnh. Ngụy Bình Công chỉ chỉ đan hoàn trên bàn, ngươi lập tức đưa giải dược này cho Tần Nghi, nói chỗ ta còn một viên, là chỉ định đưa cho Giang Ngộ dùng. Nói cho Tần Nghi, viên giải dược này trị giá 20 triệu châu, hỏi nàng có mua hay không? Vâng, Mạc Tân lĩnh mệnh, cầm đan hoàn lập tức lắc mình đi. Ánh mắt La Khang An đi theo viên đan hoàn kia, tâm cũng đi theo, đã há hốc mồm tại chỗ, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng nói thầm, thật sự là giải dược. Hai người này không phải là cố ý diễn vai lão tử chứ. Ngụy Bình Công liếc mắt nhìn y, không để ý tới y nữa, sách vỏ rượu tiếp tục uống rượu. Mạc Tân trước tiên tìm được tần nghi, lấy ra một viên đan hoàn trong tay. Đây là viên giải dược cuối cùng trên người Ngụy Xuất chuẩn bị phòng thân. Ngụy Xuất hỏi tần hội trưởng có mua hay không. Mọi người sửng sốt, bao gồm lạc thiên hạ ở bên trong. Tần nghi thử hỏi, không biết Ngụy Xuất chào giá bao nhiêu. Mạc Tân, đây là ngụy xuất tùy thân đỉnh cấp giải độc tiên đan, giá trị vượt qua 5.000 vạn châu, bán người 20 triệu châu, không đắt. Tần nghi, giá trị 50 triệu châu, ta đây liền 50 triệu mua, nàng cũng sảng khoái. Mạc Tân, 5.000 vạn là cứu một người, 1.000 vạn cũng là cứu một người, cũng không có gì khác nhau. Ngụy xuất sở dĩ xuất ra bán lấy tiền, cũng là muốn nhiều đổi một viên giải dược, có thể nhiều cứu một người. Ngụy xuất nói 2.000 vạn châu chính là 2.000 vạn châu, chớ dùng cò kè mặc cả tần hội trưởng vẫn là giữ lại tiền cứu hai người đi cái này gọi là làm việc không hàm hổ chuyện phải làm còn phải giúp ngụy bình công đem chuyện làm cho xinh đẹp không lạc đề tần nghi nhìn lạc thiên hà thấy hắn không có phản ứng gì đành phải tự mình quyết định được ta mua mạc tân không vội đã nói trước ngụy xuất nói viên giải dược này chỉ cho giang ngộ dùng tần hội trưởng nghĩ kỹ rồi quyết định cũng không muộn mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía giang ngộ kinh ngạc, đồ vật trị giá 50 triệu, chỉ bán 20 triệu, đây là hướng Giang Ngộ mất 30 triệu. Giang Ngộ sững sờ ngạc nhiên, cũng rất bất ngờ. Tần Nghi ngược lại không ngoài ý muốn, phát hiện Ngụy Bình công đối với Giang Ngộ quả nhiên là đối xử tử tế hơn một chút, lúc này còn có thể nhớ thương Giang Ngộ. Thật tình không biết, đây là thứ mà tên điều nhân La Khang An kia một bụng lệch tâm tư bỏ sót, nhưng mà bên này không giống La Khang An, không ai hoài nghi Ngụy Bình công cho đồ giả. Bất quá đối với Tần Nghi mà nói, Giang Ngộ là thủ hạ trung thành và tận tâm của nàng, cứu trước tự nhiên không thành vấn đề, trong đầu nàng chỉ là trần chờ trên người Lâm Uyên một chút. Tình cũ khó quên, người lại ở trước mắt, nói một chút cũng không suy nghĩ qua đem viên đan dược này cho Lâm Uyên, đó là giả, nhưng nàng vẫn quyết đoán đáp ứng, được, linh lung, trả tiền. Ngay tại chỗ một tay giao tiền một tay giao hàng, Mạc Tân cầm tiền liền lắc mình đi. Đan dược cũng đưa đến tay Giang Ngộ, Giang Ngộ từ chối một chút, nhưng thịnh tình khó từ chối. Tần Nghi cũng nói, Ngụy Xuất chỉ định cho ngươi, người khác cũng không dám dùng, Giang Ngộ không có biện pháp, đành phải ăn vào. Trên sân thượng cửa động vách đá, Ngụy Bình Công không để ý tới La Khang An lắc lư đi ra, nhìn thấy Mạc Tân trở về, lại nhìn về phía sân thí luyện ánh lửa hừng hực. Tâm tình có chút phiền muộn à, trong lòng còn đang lật qua lật lại suy nghĩ viên giải dừa kia đến tột cùng là thật hay giả, thỉnh thoảng còn ho khan một trận đêm đã khuya nửa đêm đã qua rất lâu lâm uyên nhìn về phía chân trời anh đã không ho nữa hắn đã lặng lẽ ăn một viên kim đan cấp giải độc tiên đan trên người hắn vốn đã có chuẩn bị hắn cũng không sợ người ta sau đó hoài nghi cái gì nói thẳng là lục hồng yên tặng là tốt rồi dựa vào tài lực của lục thị thương hội tặng viên tiên đan phòng thân như vậy tặng không nổi sao hắn hiện tại quan tâm chính là một chuyện khác đều đã đến điểm này vệ đạo bọn hắn như thế nào còn chưa động thủ chờ đợi Hắn dần dần tin chắc, vệ đạo bọn họ sợ là sẽ không tới. Nơi này ho khan hộc máu, người suy yếu thành đàn không động thủ, cũng đã bỏ lỡ cơ hội động thủ. Tốn nhiều công sức như vậy, vì sao không động thủ? Hắn nhiều lần suy tư, tìm được nguyên nhân, vấn đề chỉ sợ vẫn là ở trên người Trương Liệt Thần. Chuyện của La Khang An có lừa gạt bại lộ, đã thảo kinh xà bọn vệ đạo, chỉ sợ muốn không hoài nghi nơi này có mai phục cũng khó. Một hồi máu chảy thành sông xung đột, bởi vì chính mình mà trừ khử ở vô hình cũng không biết là may hay là bất hạnh nhưng vệ đạo xuất thủ lưu lại cho tần thị phiền toái chỉ sợ thật đúng là cái khó có thể hóa giải đại phiền toái lâm nguyên đối mặt bầu trời đêm thở ra một hơi cơ hội động thủ của hắc thủ phía sau quả thật đã bỏ lỡ truyền tống trận trong bất khuyết thành hào quang phóng lên trời ô áp áp một mảnh nhân mã từ trong truyền tống trận bay ra trong trận sau khi chống không không lâu lại có hào quang ngút trời nổi lên lại là một đám nhân mã ô áp áp hiện thân. Truyền tống trận hào quang ngút trời từng đợt lại từng đợt thoáng hiện, tập kết đại lượng tiên đình nhân mã từ địa phương xa xôi chạy tới, còn có đại lượng cự linh thần. Trên sườn núi bên rừng trúc, tiêu vũ riêng một mình chắp tay sừng sững, cũng là bị ánh sáng liên tiếp của truyền tống trận kinh động đi ra xem xét, im lặng hồi lâu. Tặng anh trưởng lắc mình mà đến, rơi vào bên cạnh hắn cấp báo, hội trưởng, tiên đình đại quân đến. Đáng ma cung tự mình xuất động, Đảng ma cung lục thần tướng một trong khang sát tự mình dẫn mười vạn đại quân chạy tới. Mười vạn đại quân của đảng ma cung tới rồi. Tiêu vũ diêm lầm bẩm trên mặt có chút tiếc nuối. Tăng anh trường, tiêu cấm trong thành, cửa thành bốn phương của đại trận thiên kình đều đóng kín. Một số người chúng ta chuẩn bị từng nhóm rút lui tạm thời không ra được, chúng ta nhất thời cũng khó có thể rút lui, cũng không biết khi nào cửa thành mới mở ra. Tiêu vũ diêm thản nhiên nói, biết rồi. Tăng Anh Trường cũng có chút tiếc hận nói, hội trưởng, tiên đình đại quân lúc này mới chạy tới. Nói rõ trước đó rất có thể cũng không mai phục, cũng nên như thế, nếu thật sự có mai phục, lại há sẽ bại lộ là Khang An có trá. Tiêu Vũ Diêm hỏi ngược lại một câu, nào biết không phải tương kế tựu kế. Được rồi, chuyện đã qua đừng nói nữa. Vâng. Tặng Anh Trường buồn bã than thở, đáng tiếc một đám đồ tốt thật vất vả mới tới tay. Mạc Tân bước nhanh vào động, tâm bình khí hòa bẩm báo, Ngụy Soái, Đãng Ma cung xuất động 10 vạn đại quân do thần tướng Khang Sát tự mình dẫn quân đến. Trước mắt để lại 3 vạn nhân mã đóng ở Bất Khuyết Thành, tự mình dẫn 7 vạn nhân mã tới, đã đến bên ngoài luyện chế. Ngụy Bình Công mang theo vỏ rượu ư ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết, cũng không có ý gì khác. Thấy hắn không có tư thế nghênh đón, Mạc Tân cũng không nói nhiều nữa, xoay người đi ra ngoài. La Khang An ngồi ở trong góc đã ho khan kịch liệt không ngừng, một bộ dạng ho muốn chết muốn sống, nghe được khang sát một trong lục thần tướng tự mình dẫn quân tới. Vẫn có chút giật mình, muốn nói chút gì đó, lại bị ho khan ngay cả pháp lực cũng khó có thể điều hòa chặn trở về. Muốn ho ra ngoài ho đi, âm ý muốn chết. Ngụy Bình Công vung ngón tay hướng ra ngoài động. Tay ấn ngực la khang an đứng lên kho người một chút, có chút bước chân phủ phiếm lay động đi ra ngoài. Hắn xem như cảm nhận được loại ho khan này là tư vị gì. Huyết khí va chạm có chút tà môn, vừa điều động pháp lực pháp lực cũng có chút không khống chế được cảm giác cứng rắn bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma đi tới trên vách núi ban công phóng mắt nhìn lại thấy được đại lượng nhân mã bên ngoài luyện chế chuyện đại quân phối hợp bố phòng khang sát giao cho người dưới đi chấp hành tự mình khống chế long lân thú hướng cửa lớn luyện chế trường mà đi long lân thú là một thần thú hình thể cao tới ba trượng thân dài đến sáu bảy trượng trên đầu mọc một sừng trên người rậm rạp long lân hình ngạnh giáp, lân giáp khép mở phun mỏng hấp thu vân khí, vừa nhìn chính là thần thú có thể đằng vân giá vũ phi hành. Hai trong mắt khiếp người là màu vàng, một cái đuôi nhẹ nhàng lay động giống như gai chùy lưu tinh chùy kéo lê, miệng ngậm răng nanh, bốn chân là lợi trào giữ tợn. Khang sát đứng ở trên đầu long lân thú, đứng ở bên trái long lân thú một sừng. Bên phải một vị lão giả hiền lành áo trắng trường bào mà lông mày trắng tóc bạc mặt đầy hồng quang long lân thú mang theo khí tức khiếp người tiến vào luyện chế trường đám người lạc thiên hà ở bên trong nghênh đón đặt ở bình thường lạc thiên hà là có chút nhìn không quen đảng ma cung người ví dụ như lần trước đồng dạng là lục thần tướng một trong quách kỵ tìm đến lạc thiên hà liền không cho cái gì sắc mặt tốt còn đem người đuổi đi nhưng lần này không giống khang sát tự mình dẫn đảng ma cung mười vạn đại quân đến gấp rút tiếp viện là phụng pháp chỉ tiên đình mà đến công làm lạc thiên hà cũng không dám đùa giỡn nếu không sẽ chịu không nổi nhìn thấy thần thú mang theo khí thế cường đại vào sân thân là một trong những nhân viên nghênh đón tần nghi cũng có chút tâm thần lay động nàng vẫn là lần đầu tiên gặp mặt nhân vật cấp bậc khang sát này không biết vị nào là thần tướng tần nghi thấp giọng thỉnh giáo lạc thiên hà một chút nàng đứng ở bên cạnh lạc thiên hà một bước lạc thiên hà cho câu cái kia bạch y lông mày trắng chính là tiên cung thủ tịch y quan nhân xưng lang dược sư không nghĩ tới tiên đình đem hắn cũng cho cùng một chỗ phái tới, có lẽ người muốn giải quyết vấn đề, hắn có thể giúp người. Chương 255, có thuốc giải. Tự nhiên là chỉ hóa giải độc ôn thần, không cần phải nói, người này đến, hẳn là cũng chính vì cái này mà đến. Hắn cũng chính là giới thiệu lang dược sư, giới thiệu một cái là đủ rồi, một cái khác tự nhiên chính là đãng ma cung lục thần tướng một trong khang sát. Tần Nghi quan sát khang sát khí thế hồ cứ long bàn một chút ánh mắt càng nhiều hơn vẫn rơi vào trên người lang dược sư trong ánh mắt có chờ mong chờ mong đối phương có thể giải quyết bệnh nan y trước mắt nếu không tần thị sợ là chịu không tiêu khang sát lạnh lùng nhìn quanh luyện chế trường tay vỗ vỗ một sừng long lân thú long lân thú lập tức dùng bước khang sát đưa tay làm thủ thế mời với lang dược sư lão đầu khẽ gật đầu cùng phi thân bay xuống trước mặt đám người lạc thiên hà một đôi nam nữ đồng tử tuấn tú cũng từ trên người long lân thú bay xuống Nhu Thuận đứng ở phía sau lang dược sư. Ra mắt thần tướng, đám người Lạc Thiên Hà hành lễ. Khang sát nhìn chăm chăm Lạc Thiên Hà xem kỹ một chút, tự nhiên biết quách kỵ tìm chuyện lần trước đến kinh ngạc. Hắn cũng không cho sắc mặt tốt trước mặt mọi người, chắp tay, Lạc thành chủ. Lạc Thiên Hà lại chắp tay cười nói với lang dược sư, không nghĩ tới dược sư có thể pháp giá đích thân tới. Lang dược sư cười nói, Thiên Hà, chúng ta đã lâu không gặp. Dạ, lạc thiên hà hơi cúi người hắn trước kia cũng ở tiên cung hai người có thể nói là người quen cũ khang sát nhìn quanh hỏi ngụy xuất ở đâu lạc thiên hà chỉ chỉ động quật trên vách đá không biết ngụy xuất có biết người tới hay không khang sát thuận thế nhìn lại trong lòng biết rõ nơi này đều là nhân mã của ngụy bình công đối phương sao có thể không biết hắn đến nghe nói tên kia sau khi bị giáng chức tính tình có chút nóng này hắn cũng không nói thêm gì quay đầu lại nói ta đi bái kiến ngụy soái lang dược sư nơi này giao cho ngươi lang dược sư gật đầu ư ừ một tiếng khang sát thì dẫn hai thủ hạ lắc mình bay đi trong nháy mắt đến sân thượng vách núi trong nháy mắt rơi xuống đất thấy được la khang an ho khan không ngừng chân tay luống cuống lui sang một bên la khang an nhận thức hắn tại tiên đô thần vệ đã gặp qua còn không chỉ gặp qua một lần mà là nhiều lần gặp qua chỉ bất quá người ta hướng trong đám người đảo qua ánh mắt là khẳng định sẽ không chú ý tới hắn. Người tới bị Mạc Tân đưa tay chặn đường vào động. Khang sát lập tức nói, thông báo ngụy xuất, nói khang sát tới chơi. Chờ một chút, Mạc Tân buông lời, xoay người đi vào. La Khang An ở một bên nhìn quen mặt, khang sát nghiêng đầu chăm chú nhìn kỹ, lại nhận ra, ngoài ý muốn nói, La Khang An, sao ngươi lại ở đây? La Khang An không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhận thức mình, không biết có nên tự hào hay không cũng có chút lo lắng có phải mình bịa đặt nhị ra để lại ấn tượng cho đối phương hay không dù sao hắn bị đá ra khỏi tiên đô thần vệ khẳng định cùng đảng ma cung có quan hệ có chút khiếp đảm hành lễ nói là khang an gặp qua thần tướng tại hạ là phó hội trưởng tần thị được tần thị sai phái hiệp trợ ngụy soái xử lý sự vụ nơi này khụ khụ lại là một trận ho khan kịch liệt khang sát khẽ gật đầu nếu la khang an chỉ đấu thầu thanh danh hắn cũng chưa chắc sẽ nói nhiều như vậy nhưng thật ra lão sư la khang an kia vẫn có phân lượng khá nặng long sư vũ khi còn sống là nhân vật khiến hắn cũng phải tất cung tất kính cho dù long sư vũ phạm tội bị giết la khang an ít nhiều vẫn dính ánh sáng của lão sư con người cứ như vậy mặc kệ có tiền đồ hay không có đôi khi xuất thân bối cảnh các loại không tầm thường đó chính là không tầm thường hắn nhìn sắc mặt ho khan của la khang an đều thay đổi hỏi cậu cũng trúng chiều. Là Khang An than thở gật đầu nói, vâng. Trong lòng hiện lên một ý niệm, trên người đối phương khẳng định có giải độc tiên đan cao cấp chuẩn bị phòng thân. Có nên mở miệng cầu một chút hay không? Sau khi mở miệng người ta không tiện cự tuyệt, nói không chừng liền cho. Có thể có ý niệm này, thật sự là bởi vì ho quá khó chịu, có cảm giác muốn sống không được, muốn chết không được. Nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nghĩ đến chuyện mình bịa đặt nhị ra, trung quy là không dám mở miệng lúc này mạc tân đi ra đưa tay nói mời khang sát lúc này bước vào bên trong hai vị tùy tùng bị mạc tân đưa tay ngăn lại khang sát đưa lưng về phía nâng tay hai gã tùy tùng đành phải từ bỏ chờ ở ngoài động ngụy bình công nhìn thấy người đến buông vỏ rượu vòng ra trường án bước nhanh lên phía trước làm thế liền bái mà tướng không biết thần tướng đại giá quang lâm có thất xa nghênh đón kính xin thần tướng thứ tội khang sát nhanh chóng lắc người tới gần hai tay đỡ khuỷu tay hắn không cho bái, giờ khóc giờ cười nói, Ngụy Huynh, ngươi có chút không nói, cần gì làm bộ làm tịch ghê tởm ta như thế. Ghê tởm sao? Ngụy Bình Công Dương mắt nhìn, cũng không miễn cưỡng, tiện đã đứng thẳng người, ghê tởm coi như xong. Ngụy mỗ vị ti tiện ngôn khinh, thần tướng không trách tội là tốt rồi. Khang sát thở dài, Ngụy Huynh, chúng ta đều là người quen cũ, ta trước kia đi minh giới làm việc, người cũng chiếu cố không ít, chúng ta cũng không cần lúng túng như vậy người có họa phúc sớm chiều, thần tiên cũng không ngoại lệ, khởi khởi lạc lạc là chuyện thường, nhị gia còn bị giáng chức. Dựa vào sự coi trọng của đại đế đối với ngụy huynh, có đại đế giúp ngài nói tốt, theo ta thấy, tái xuất là chuyện sớm muộn. Ngụy Bình Công xoay người, đi về phía sau bàn rượu ngồi xuống, cũng đưa tay ý bảo hắn lại đây ngồi, sự tình không giống, quay lại phòng trừng là không hy vọng. Khang sát đi tới ngồi xuống, tò mò nói, nói đến việc này, Khang mỗ cũng đang kỳ quái, không biết ngụy huynh rốt cuộc phạm phải chuyện gì đột nhiên nói ngươi phạm sai lầm nói giáng chức liền giáng chức chỗ ta cư nhiên ngay cả một chút đầu mối cũng không có ngụy bình công chợt cười hì hì nói ngươi thật sự muốn biết ngươi dám biết ta liền dám nói ngươi cần phải nghĩ rõ ràng ách khang sát bị lời này của hắn làm náo loạn trong lòng có chút bất ổn lại tự hỏi mình có dám biết hay không hắn có chút không chắc chắn hơi nghiêng người thử dò xét nói là chuyện ta không nên biết sao. Ngụy Bình Công chế nhạo nói, dù sao bệ hạ khẳng định biết, nhị ra không phải cháu ngoại hắn sao, để nhị ra hỏi một chút không phải xong rồi sao. Khang sát lúc này không tiếp lời này, trong chữ vật giới lấy ra mấy vò rượu ngon tặng, đây là quỳnh tương ngọc lộ từ tiên cung. Nhị ra cho ta, biết Ngụy Huynh sắp tới ngon miệng, cố ý mang đến cho Ngụy Huynh giải sầu, tâm ý nho nhỏ, không nên ghét bỏ. Ngụy Bình Công lúc này kéo một vò khai phong, mũi lại gần ngửi mùi thơm kia, lúc này ôm lấy chè chén một phen, buông tay đập miệng một cái, ha ha nói, rượu ngon. Đã lâu không uống qua rượu ngon như vậy. Khang sát cười nói, nếu ngụy Huynh thích, có cơ hội ta sẽ tận lực lấy cho ngươi một ít. Lời này ta nhớ kỹ. Ngụy Bình Công buông vỏ rượu xuống, hỏi, sao lại kinh động ma cung ra tay, hay là ngươi tự mình dẫn đội? Khang sát giải thích, cũng không phải là đáng ma cung ta vượt quyền, mà là việc này đích xác có thể có liên quan đến phản tặc. Ngụy huynh báo lên tiên đỉnh, nói tai họa nơi đây có thể là Ôn Thần Mai Danh ẩn tích hiện thân. Ngụy huynh có biết, đồn đãi trong tay Vệ đạo trong 13 thiên ma có vật này, tiên đỉnh há có thể không đề phòng. Ngụy Bình Công ồ một tiếng, thì ra là thế, nghe nói qua một chút. Khang sát, không chỉ là ta, thủ tịch dược quan lang dược sư của tiên cung cũng được phái tới, tự mình tới xác minh tình huống. Vốn nhị ra là muốn đích thân tới Đợi đến khi sự tình truyền đạt Tiên Đình lại làm ra quyết sách, đã Ma cùng lại tập kết tốt nhân mã. Thời gian đã trì hoãn không nhiều lắm, thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua, nhị gia cũng liền bỏ đi ý niệm đích thân tới, miễn cho hưng sư động chúng khiến người ta tâm khủng hoảng. Bất quá bên kia đã còn có 10 vạn đại quân bị, một khi có biến, nhị gia sẽ tự mình dẫn đội chạy tới. Cho nên, Ngụy huynh có thể đem tâm để ở trong bụng, chuẩn bị tốt, sự tình nhảy nhót không nổi. Ngụy Bình Công ta không sợ người gây chuyện. Ngược lại trước mắt nhiều người như vậy chúng độc thì làm sao bây giờ? Ôn thần này không sợ chúng độc, chỉ sợ chúng độc nhiều người. Hơn vạn nhân má tiên đình nhiễm bệnh A. Khang sát trầm ngâm nói, nếu thật sự là ôn thần, ta cũng không có biện pháp. Đây cũng không phải chuyện ta nên quan tâm. Lang dược sư xác nhận báo cáo, tiên đình tự có quyết định. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, dắt tay nhau ra khỏi động phủ đi hiện trường. Không có biện pháp, Lang Dược Sư là tiên cung phái tới xác minh tình huống, Ngụy Bình Công thân là người chấn thủ, không nói lý thì đi qua chào hỏi. Ít nhất cũng phải hiệp trợ cung cấp tình huống, đối với tiên cung bên trong người tới bảy ra giá cũng không thích hợp, truyền về tiên cung bên kia không tốt. Đợi đến khi hai người chạy tới, Lang Dược Sư đã trần hỏi vài người, nhìn thấy Ngụy Bình Công đến, phất tay bảo người ta đưa bệnh nhân đi, mới xoay người nói, tình huống Ngụy Soái báo cáo không sai, đích thật là ôn thần đang làm loạn phất tay chỉ bốn phía ngụy soái xử trí cũng không tệ nên có thể dọn sạch ôn thần nơi đây ngụy bình công không có gì xử trí sai cùng không tồi ta phòng thủ bất lợi a à, làm cho người ta lợi dụng sơ hở không cầu có công chỉ cầu không có lỗi là tốt rồi chút biện pháp này của ta cũng là nhặt được lang dược sư nha tuệ theo ta được biết lần trước ôn thần phát tác lúc lang dược sư là tự mình tham dự xử trí người trước mắt đông đảo người nhiễm bệnh không biết dược sư có phương pháp giải cứu hay không tần nghi ở một bên đang muốn hỏi cái này nhất thời mắt lộ vẻ chờ đợi lang dược sư lần trước ôn thần phát tác đã là chuyện của rất nhiều năm trước bình thường phương pháp giải cứu mặc dù hữu dụng nhưng hiệu suất cao giải độc tiên đan luyện chế không dễ vật tư tiêu hao thưa thớt đắt đỏ không cách nào phổ cập đến nỗi lúc ấy có rất nhiều người không thể kịp thời được cứu chữa dẫn đến chết vô số người vì thế ta vẫn canh cánh trong lòng dưới sự ủng hộ của tiên đình ta nhiều năm qua một mực nghiên cứu thuật hóa giải cũng rốt cục tìm được một loại phương pháp hóa giải khác chỉ là chân chính phổ cập giải dược cũng không dễ thu hoạch nói ra vẫn là thẹn không cách nào triệt để làm gì được ôn thần này ngụy bình công nếu đã tìm được một biện pháp khác chắc hẳn trên tay dược sư vẫn còn chút thuốc giải đúng không phía dưới hắn nhiều người như vậy ngựa nhiễm bệnh mặc kệ nói như thế nào hắn đều có trách nhiệm không thể thấy chết mà không cứu tự nhiên là quan tâm Làng dược sư gật đầu là làm ra một ít giải dược. Ngụy Bình Công, không rõ ràng, nơi này thiếu không nhiều hơn hai vạn người, giải dược có đủ dùng không? Làng dược sư, không tồn tại cái gì đủ hay không, chỉ cần bắt đầu dùng, cứu chữa bao nhiêu người cũng không thành vấn đề. Chỉ là giải dược này có chút đặc thù, một khi sử dụng, liền chỉ có thể dùng một lần, quá hạn liền không có hiệu quả. Trước mắt chỉ có một phần giải dược, có thuốc giải không? Tần nghi nghe vậy mừng rỡ, Ngụy Bình Công cũng mừng rỡ nói, đã có giải dược, kính xin lang dược sư mau mau lấy ra cấp cứu, cũng miễn cho mọi người chịu nhiều tội. Lang dược sư, đồ vật không ở trong tay ta, năm đó lúc thí nghiệm, dùng hết phần còn lại, còn sót lại một phần cất giữ ở tiên cung. Do tiên hậu nương nương tự mình bảo quản, sử dụng cần xin chỉ thị tiên cung thả ra, các người theo quy củ báo cáo là được. Chương 256, Công tử cầu thuốc, Ngụy Bình Công chắp tay khẩn cầu một tiếng, xem như thái độ tốt khó gặp sau khi tới đây, không có biện pháp, hơn vạn nhân mã này mặc dù không phải nhân mã của hắn ở minh giới. Nhưng trước mắt tất cả đều là người của hắn, làm phiền người khác tự nhiên phải có thái độ làm phiền, sau đó đối với Khang Sát ngược lại tương đối tùy tiện. Khang Huynh, ta và ngươi cùng tấu báo tiên đình, xin ban thuốc. Làng Dược Sư cùng Khang Sát đều đáp ứng, việc này cũng không có gì phải đun đẩy ngay tại chỗ này thương lượng nên báo cáo như thế nào la khang an trà trộn ở bên cạnh mấy người ngược lại có vẻ có chút trói mắt khụ khụ không ngừng tâm can phổi đều muốn ho ra khụ 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 trước mắt một hồi la khang an bỗng nhiên phát hiện không đúng đám người này như thế nào cũng không có việc gì như thế nào chỉ có một mình hắn muốn chết muốn sống tư vị này quá khó chịu hắn chịu không nổi dịch bước dựa vào lâm uyên kéo tay áo lâm uyên xuống cố gắng nhịn một chút ho khan nhanh chóng mà thấp giọng hỏi một câu, Lâm Huynh, em ho không muốn sống nữa, sao anh lại bình thường như vậy? Lâm Uyên thản nhiên nói một câu, rất thẳng thắn nói với hắn, ta uống giải độc đan dược. Hắn kỳ thật không cần phải uống giải độc đan dược, hắn tu luyện công pháp có thể làm cho hắn trở thành một trong 13 thiên ma tự nhiên có một mặt bá đạo. Nhưng mà độc phát tình huống đến trình độ nhất định, nơi đây hoàn cảnh lại không cho phép hắn thi triển công pháp đến hóa giải, dễ dàng lộ tẩy chỉ có thể là dùng giải dược đến khẩn cấp khụ khụ la khang an kịch liệt ho khan một chút yết hầu kích thích nuốt nước miếng mở to hai mắt ngập nước nói thuốc giải của tôi có không còn kém trực tiếp đưa tay ăn xin hắn theo bản năng cho rằng tần nghi giúp lâm uyên lấy được lúc trước hắn đã dặn dò lâm uyên nhiều lần có thuốc giải đừng quên phần của hắn ai ngờ lâm uyên bình tĩnh nói tôi chỉ có một viên la khang an thiếu chút nữa mắng chửi thô tục bóp cổ muốn ho hỏi cậu lấy đâu ra thuốc giải. Lâm Uyên, trên người tôi luôn có một viên phòng thân. Kỳ thật không chỉ có một viên, trên người hắn hình như có 5, 6, 7, 8 viên, tựa như Ngụy Bình Công có thể xuất ra một ít tướng lĩnh chủ yếu bên cạnh Chu Tế. Chỉ là dưới tình huống trước mắt, hắn không tốt lộ ra bộ dáng trên người mình rất nhiều. Dù sao phòng trừng tần thị thiếu ai cũng sẽ không thiếu phó hội trưởng La Khang An này. Xem ra người hạ độc thủ cũng sẽ không tấn công bên này nữa, cho nên cũng không vội nhiều lắm làm cho La Khang An khó chịu thêm một đoạn thời gian mà thôi. La Khang An khó có thể tin, khủ khụ người lấy đâu ra thứ giá trị ngàn vạn này. Lâm Uyên, người khác tặng. La Khang An, ai con mẹ nó hào phóng như vậy, giá trị ngàn vạn đồ vật tùy tiện đưa cho ngươi. Lâm Uyên nói một câu, em đã gặp rồi. La Khang An sửng sốt một chút, nghe nói Lục Hồng Yên là thiên kim của một thương hội tiên đồ, nghĩ tới nghĩ lui, phòng trừng bên cạnh Lâm Uyên có thể có bút tích này cũng chỉ có Lục Hồng Yên, nén ho hỏi một tiếng, là Lục Cô Nương. Lâm Uyên không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận, cũng bớt việc, đỡ cho hắn lại giải thích, phòng trừng bên cạnh những người khác đều nghe được. Tần nghi dự thính mặt không chút thay đổi, lại căng chặt môi, nhìn chằm chằm đám người ngụy bình công thương nghị không chớp mắt, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Bạch Linh lùng quay đầu lại chăm chú nhìn Lâm Uyên, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Lạc Thiên Hà cũng nhàn nhạt, nhạt liếc Lâm Uyên một cái, chỉ bằng tần nghi ngầm dối dám với Lâm Uyên, Lục Hồng Yên đi tới liền không gạt được ánh mắt của hắn. Hắn biết một ít tình huống, sau khi biết Lục Hồng Yên đến ở cùng một chỗ với Lâm Uyên, hắn cũng đang chờ xem Tần Nghi sẽ xử lý như thế nào. La Khang An thì hoàn toàn hết chỗ nói, thật đúng là người phụ nữ kia, hắn liền buồn bực, vì sao người phụ nữ này đều là người giàu có lại xinh đẹp. Vừa là hội trưởng Tần Nghi, vừa là đại thiên kim thương hội Lục Hồng Yên mà người phụ nữ hắn tìm trên cơ bản đều là muốn hắn móc túi đồ vật giá trị ngàn vạn châu nói tặng là tặng người này so với người thật đúng là tức chết người thật đúng là không có chỗ nói lý lẽ anh vừa quay đầu lại nhìn về phía giang ngộ ho khan hai tiếng lại kề sát bên cạnh giang ngộ sau khi ghé sát vào tạm nghẹn ho khan hỏi giang huynh anh cũng uống thuốc dài giang ngộ nhìn bộ dáng khó chịu của hắn hơi im lặng trong lòng cũng rất xấu hổ tần thị phó hội trưởng đều còn đang chịu tội hắn lại được giải thoát trước chỉ có thể giải thích ngụy xuất đưa tới một viên truyền cho ta dùng là khang an lại truy vấn một câu có hiệu quả hắn đây là biết rõ còn cố hỏi biết rõ là chuyện gì xảy ra người ta hào hào đứng đây cũng không ho khan hiệu quả phi thường không tệ dáng vẻ đã không cần hỏi nhiều nhưng hắn thật sự là không cam lòng đâu giang ngộ gật đầu dược hiệu không tệ hẳn là không có việc gì tôi sẽ đi La Khang an tâm một vạn con quái thú đầu chạy như điên mà qua, bụi mù mịt. Cảm xúc kích động này, nỗi lòng khó bình tĩnh, dưới sự kích thích tăng thêm, nhịn không được càng thêm kịch liệt ho khan, lại phốc một ngụm máu tươi phun ra. Cũng thở hồn hển một hơi, tư vị khó chịu kia rốt cục theo một ngụm máu phun ra giảm bớt, chỉ là máu tươi ở khóe miệng đang tích tắc. Giang ngộ vội vàng đưa tay đỡ một cánh tay anh, vội hỏi, là phó hội trưởng, thế nào? la khang an thở hồng hộc khoát tay áo không chết được cuối cùng cũng có thể thở một hơi tư vị này thật không phải người chịu động tĩnh này dẫn tới tất cả mọi người ở đây đều nhìn tới ngụy bình công quay đầu lại nhìn chằm chằm bộ dạng thảm hại của la khang an một bộ dáng như cười như không còn cố ý nhíu mày với la khang an đang nhìn hắn giống như đang nói đáng đời cũng không phải đáng đời sao chính la khang an cũng cho rằng mình đáng đời nhanh chóng tránh đi ánh mắt của hắn trong lòng hối hận ruột đều hối hận đến xanh hắn liền không rõ họ ngụy này làm sao có thể tốt bụng như vậy giá trị ngàn vạn nói tặng là có thể thật sự tặng chân chính là lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử việc này nói đến mất mặt hắn cũng không tiện nói với người khác tần nghi thấy hắn như vậy lập tức nói với bạch linh lung hỏi trong nhà xem có thể đưa giải dược tới đây trước không bạch linh lung nói đã đề cập trong nhà báo cho biết cửa thành đã phong tỏa bất luận kẻ nào không được phép không được ra vào tần nghi lập tức nhìn về phía lạc thiên hà đang chuẩn bị để lạc thiên hà truyền lệnh xuống giàn xếp một chút nam tê như an ở một bên đưa tay ngăn cản một chút thời kỳ này thế đơn lui tới đưa thuốc chưa chắc an toàn tần phủ bên kia chuẩn bị thuốc không bằng trước cho các cao tầng khác của tần thị hóa giải bệnh trạng để tránh cao tầng xảy ra rối loạn gì hiện tại tận lực ổn định thế cục làm trọng tần hội trưởng an tâm một chút chớ nóng này sau khi trấn an hắn tiến lên vài bước đi tới trước mặt lang dược sư chắp tay nói, đệ tử gia tộc Nam Tê Nam Tê như an bái kiến lang dược sư. Lang dược sư nhìn hắn từ trên xuống dưới, ồ một tiếng, hậu bối của Nam Tê Nhật Nguyệt, dáng dấp lại lịch sự, vài ngày trước còn thấy Nam Tê Nhật Nguyệt tiến cung vẫn an nương nương. Nam Tê Nhật Nguyệt chính là tộc trưởng gia tộc Nam Tê, cũng là lão tổ tông một tay khai sáng cơ nghiệp gia tộc Nam Tê. Nam Tê Như An cung kính nói, nghe nói gia tổ quen biết dược sư, bởi vậy đặc biệt đến đây bái kiến. Dược sư, Dung tiểu tử khẩn cầu một tiếng, có giải độc tiên đan hay không? Nếu có, có thể xem mặt mũi mỏng của gia tổ ban cho hay không? Tiểu tử nguyện đồng giá bái cầu. Đây là vì La Khang An cầu dược, La Khang An giành được cạnh tranh có công, xem như vì hắn kiếm được nhiều tiền, cũng đáng giá hắn mở miệng cầu người một hồi. Làng dược sư vuốt dâu nói, biết người Nam Tê gia có tiền, nhưng nơi này là hơn hai vạn người, móc ra số tiền này đến, chỉ sợ người Nam Tê gia tộc cũng ăn không tiêu đi nam tê như an nói là tiểu tử nói không rõ ràng trước mắt tiểu tử chỉ cầu một viên khẩn cấp một viên lang dược sư hơi giật mình sau khi hiểu được quay đầu gọi ngọc nhi lấy một viên thuốc cho công tử vâng nữ đồng đi theo phấn điêu ngọc trác lên tiếng trả lời Chống rỗng lấy ra một cái hổ lô mở miệng đổ ra một viên đan hoàn màu đỏ tía đưa cho nam tê như an thanh âm thanh thúy nói công tử đưa lúc hổ lô đang cầm có thể nghe được tiếng ào ào trong hồ lô. Mọi người nghe động tĩnh đoán chừng còn có mấy chục viên giải dược. Kiến thức nông cạn một chút không khỏi âm thầm líu lưỡi. Một đồng tử bên cạnh lang dược sư này mang theo đồ vật sợ là giá trị mấy trăm triệu, không hổ là người của tiên cung. Nam Tê Như An nhận được tay cảm ơn nữ đồng, lại muốn bái tạ lang dược sư. Ai ngờ lang dược sư lại khoát tay nói, đồng giá gì gì đó thì miễn. Nam Tê Nhật Nguyệt cũng tặng ta không ít thứ tốt để luyện dược người đã chuyển ra nam tê nhật nguyệt, mặt mũi của hắn một viên đan dược vẫn đáng giá, viên này tặng ngươi. Nam tê như an cũng không già mồm cãi láo, kho người nói, tạ dược sư, lát nữa việc này sẽ bẩm báo tổ tiên. Làm việc vẫn có trùng mực, ám chỉ đồ đạc sẽ không lấy không, sẽ làm cho già tổ biết lĩnh lang dược sư một phần nhân tình. Lui về bên cạnh La Khang An, Nam Tê Như An đưa thuốc, La Phó Hội trưởng, mau uống đi. Cảm ơn. La Khang An khách khí một câu, không chút do dự nhét vào trong miệng lần này hắn không hề nghi ngờ có độc bất quá hành động này lại làm ngụy bình công nhướng mày cười lạnh thật sự là ý tứ đối đãi khác nhau của la khang an quá rõ ràng đông tây vừa nuốt xuống la khang an xem như thờ phào nhẹ nhõm đối với nam tê như an khuôn mặt tươi cười như hoa đã lâu nghe nói như an công tử là kỳ nam tử thế gian hào nghĩa vô song hôm nay mới nổi danh không hư truyền mông ngựa kia gọi là một trận tàn nhẫn vỗ ngay cả máu ở khóe miệng cũng chưa lau trước hết cố gắng vuốt mông ngựa cười rộ lên một cái miệng đầy máu hai hàng răng trắng quái thấm người nam tê như an bị hắn nói ngây ngần cả người hay là lần đầu tiên nghe nói mình ở bên ngoài có thanh danh này thật hay giả lại không tiện hỏi nhiều chuyện như vậy trước mặt mọi người cân nhắc quay đầu lại muốn hỏi thăm một chút hắn cùng la khang an tiếp xúc không nhiều lắm hoặc là nói căn bản liền không có chính thức tiếp xúc còn tưởng rằng vị này đường đường tần thị phó hội trưởng sẽ không nói lung tung nào biết la phó hội trưởng là chỉ cần có cần muốn nói cái gì liền có thể nói ra cái đó người bất quá muốn tặng thứ đáng giá như vậy cũng đích thật là đáng để la khang an ca ngợi một trận la khang an cũng đúng là ấn tượng đối với nam tê như an có chút thay đổi trước kia là nhìn vị công tử cao cao tại thượng này có chút không vừa mắt đối với hắn mà nói cầm đồ đắt tiền như vậy của người ta nói chút chuyện không cần tiền lại không phí chuyện gì chương 257, nóng bỏng. Thành viên, cao các, bạch quý nhân lại cố sức bỏ lên, nhìn thấy Mai Thanh Nhai kéo phất trần đi qua đi lại, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Biểu tình cười hì hì cũng thu liễm vài phần, bởi vì mỗi lần đi tới không phải thấy vị này ngồi chính là đứng ở bên ngoài ngắm phong cảnh. Khi như vậy qua lại bồi hồi lúc liền nói rõ có việc, lúc này tiến lên hỏi, nghe nói đãng ma cung đại quân tập kết, thanh thế không nhỏ, tình huống như thế nào? Mai Thanh Nhai dùng bước, hỏi lại nàng, ngũ ra bên kia động tĩnh thế nào? Bạch quý nhân, tạm thời còn chưa có động tĩnh. Mai Thanh Nhai hư một tiếng, không có động tĩnh. Động tĩnh ngầm cũng thật không nhỏ. Bạch quý nhân trần chờ, tin tức bên ta nhận được quả thật không có động tĩnh, chẳng những không có động tĩnh, nghe ý của bọn họ. Tựa hồ chuẩn bị dừng tay, bất quá bên bất khuyết thành thần hồn nát thần tính, ngay cả nhân mã đáng ma cung cũng chạy tới, mai thanh nhai đem đã ma cung đều cho kinh động người nói không có động tĩnh cái này bạch quý nhân kinh nghi bất định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mai thanh nhai lạnh lùng nói nghe đồn trên tay ngũ ra có ôn thần lần này chứng thực trên tay hắn đích xác có vật kia à bạch quý nhân giật mình không nhỏ vận dụng ôn thần xác định mai thanh nhai phất trần vung lên đổi tay kéo xác định rồi coi như hắn tự mình hiểu lấy chỉ hạ thủ đối với luyện chế chàng của tần thị, không hạ thủ với bất khuyết thành, nếu không. Đảng mà cung tất nhiên phải nghĩ mọi biện pháp không tiếc trả giá để chu sát, nếu không không đủ để cho tiên đình, không đủ để cho toàn bộ tiên giới một lời giải thích. Ta hiện tại cũng đang buồn bực, sự tình đã làm đến nước này, cư nhiên kẹt lại không động thủ, đến nỗi bỏ lỡ cơ hội tốt, ngũ ra đến tột cùng là có ý gì. Còn nữa, người vừa rồi nói cái gì? Bọn họ còn muốn dừng tay sao? Bạch quý nhân, đúng là muốn dừng tay nói chuyện đặt cọc chuyện không làm nhưng đặt cọc hắn cũng không định nhổ ra khuôn mặt mai thanh nhai hơi vặn vẹo không có danh giới cuối cùng phá hỏng thanh danh về sau ai còn dám cầm tiền tới cửa buôn bán chỉ bằng chút thế lực lấy trứng trọi đá của bọn họ thật đúng là cho rằng mình có thể lật đổ đương triều hay sao kiến càng lay cây không tự lượng sức phá hỏng quy củ khi ta thu thập không được hắn không được lai lịch của hắn toàn bộ nắm ở trên tay ta ta muốn cho hắn hôm nay chết, hắn liền sống không quá ngày mai. Bạch quý nhân, ngươi bớt giận đi, hắn ngược lại có cách nói, hắn cảm thấy người bỏ tiền sau lưng chính là vu thị, khúc thị và bùi thị. Lần này sau khi dừng tay, khúc thị, vu thị và bùi thị phòng trừng cũng bị tam đại gia tộc sau lưng thôn tính, trả tiền lại cho tam đại gia tộc là đang làm chuyện ngu ngốc. Về phần tiền đặt cọc, hắn sẽ không nuốt một mình, hắn lấy phần của hắn, rút tiền thuộc về chúng ta cũng sẽ không thiếu chúng ta mai thanh nhai tâm tình hơi bình tĩnh lại trầm tư một hồi từ từ nói nói tựa hồ cũng có chút đạo lý có phải ba nhà thương hội kia làm hay không thử một lần liền biết bạch quý nhân thử như thế nào mai thanh nhai vận dụng ôn thần cũng không thể nói là không động thủ cửa ải này tần thị sợ là rất khó qua bởi vậy nói cho cùng vẫn là đem tần thị làm sụp đổ bạch quý nhân cái này không phải còn chưa sụp đổ sao không tốt cho người bán ăn nói a à mai thanh nhai nếu thật sự là cái kia ba nhà thương hội làm lần này bọn họ là chạy trời không khỏi nắng ba nhà thương hội sụp đổ về sau tự nhiên cũng sẽ không có người để cho chúng ta giao ra tiền đặt cọc nếu không phải bọn họ đợi đến tần thị sụp đổ còn lại tiền người trung gian tự nhiên cũng muốn đem tiền trang rút tiền chứng từ giao cho chúng ta nghe có chút vòng vo bạch quý nhân như có điều suy nghĩ trong tính thất hội trưởng Bùi Thị Bùi Nguyên Tế đối mặt với khúc sơn cư và vu kình thiên trong hai tấm màn sáng vung hai tay kêu gào. Điên rồi, thật sự là điên rồi, lại vận dụng ôn thần, muốn hại chết chúng ta sao? Sắc mặt khúc sơn cư và vu kình thiên cũng dị thường khó coi. Khúc sơn cư nghiêm mặt nói, để ý đến bọn họ, cũng không tính là bọn họ nuốt lời, chúng ta tìm không ra lý do chỉ trích. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ lại vận dụng thứ này ai cũng không nghĩ tới bọn họ lại áp dụng thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi này làm sụp đổ tần thị ba người thật sự là không nghĩ tới dư nghiệt tiền triều vì đạt được mục đích thật đúng là không từ thủ đoạn không từ thủ đoạn đến vượt quá tưởng tượng của bọn họ ôn thần cứ nhiên vận dụng ôn thần lần này thật sự làm cho bọn họ không còn đường lui mục đích ban đầu của bọn họ là dư nghiệt tiền triều ra tay oanh oanh liệt liệt một hồi đánh giết tự nhiên liền thành dư nghiệt tiền triều tự thân nhằm vào tần thị mà đi Hôm nay những người đó sau khi làm ra chiêu này coi như xong việc, không có hướng tần thị luyện chế bí phương đi, rõ ràng chỉ là muốn phá vỡ tần thị mà thôi. Ai muốn đánh bại tần thị, chỉ sợ tiên đình muốn không hoài nghi ba nhà bọn họ cũng khó. Không nói cái gì hoài nghi bọn họ cùng tiền triều dư nghiệt có cấu kết, chỉ bằng vận dụng ôn thần chơi qua giới, liền đủ để chọc giận tiên đình. Cho dù tần thị sụp đổ thì thế nào, tiên đình cũng sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội chơi đùa. Coi như không có chứng cớ, tiên đình chỉ sợ cũng muốn thu thập bọn hắn. Lần này thật sự là chơi với lửa tự thiêu, chơi hỏng rồi. Vu Kình Thiên ngửa mặt lên trời than thở một tiếng, ta đã nói, tìm những người này là cùng hổ lột ra, quả nhiên, bất hạnh trong lời nói, hối hận không nên nha. Trên sân thượng cửa động vách núi, Ngụy Bình Công đối mặt với hai gò má căng thẳng. Trời sắp sáng, bên này thượng tấu tiên đình tình huống cũng có hồi âm, hồi âm lại là lang dược sư theo như lời phần giải dược kia không có lại là phái khác công dụng cho dùng hết thế nghĩa là sao phía dưới còn có nhiều người ho khan không ngừng ho đến hộc máu hắn cũng không biết nên đối mặt như thế nào một bóng người lóe tới khang sát bay đến bên cạnh hắn hỏi ngụy huynh có chuyện gì tìm ta ngụy bình công hỏi tình hình báo cáo bên cậu có trả lời không khang sát hơi trầm ngâm trả lời rồi không có giải dược dùng hết rồi Ngụy Bình Công, vậy làng dược sư quỷ kéo cái gì? Đi, tìm hắn hỏi một chút, xem tiên cung bên kia trả lời như thế nào. Ngụy Huynh, khang sát muốn đưa tay ngăn cản, chậm một chút, trơ mắt nhìn Ngụy Bình Công lắc mình đi, không khỏi lắc đầu. Trong một gian phòng, làng dược sư đang điều chế thuốc, mặc dù không thể giúp mọi người giải độc, nhưng hắn ít nhất có thể điều chế dược vật làm chậm lại thống khổ của mọi người. Lạc Thiên Hà ở trong phòng cùng, cùng lang dược sư trò chuyện, sau khi rời khỏi tiên cung, đích thật là đã lâu không gặp. Ngoài cửa, tần nghi ở trong gió sớm hơi lạnh nhìn lên tinh thần, khổ sở chờ tin tức bên tiên đình. La Khang An ngược lại bình tĩnh lại, thành thơi đi dạo đông đi dạo tây, có chút cảm giác được mình xưa đâu bằng nay, đồ vật trên tay tới tới lui động một chút giá trị ngàn vạn. Lâm Nguyên ngồi trên một tảng đá cách đó không xa, thỉnh thoảng nhìn bóng lưng tần nghi, biết nữ nhân này hiện tại áp lực rất lớn, chuyện giải dược không chứng thực được sợ là cũng không thể an tâm nghỉ ngơi ít nhất từ lúc bắt đầu đấu thầu hắn đã tận mắt chứng kiến nữ nhân này gặp phải không ít chuyện từng chuyện này qua đi có chút không biết năm đó nữ tử ngượng ngùng kia là như thế nào từng bước một khiêng xuống đi tới hôm nay ngụy bình công lắc mình tới xông thẳng lang dược sư chỗ ở trong phòng thủ vệ ngăn không được cũng không dám ngăn né đi chậm một chút còn bị hắn quát một tiếng cút ngay mọi người quay đầu nhìn lại tần nghi là người đầu tiên bước nhanh theo sau đi vào vừa thấy cùng lạc thiên hạ cười nói chung dược dược lang dược sư ngụy bình công trước chắp tay cười híp mắt đến gần hỏi bận đâu lang dược sư cũng cười gật đầu ngụy bình công lại cười hỏi chuyện giải dược không biết tiên cung hồi phục như thế nào đám người tần nghi đi vào cũng vệnh tai lên đây chính là điều mà đám người tần nghi chú ý và chờ đợi nhắc tới cái này lang dược sư nhất thời có chút xấu hổ hắn trước đây không lâu còn bị tiên cung bên kia cho răn dậy một trận trách cứ hắn không nên nói lung tung Ngụy Xuất mượn một bước nói chuyện. Làng dược sư buông công việc trong tay, đưa tay mời vào trong. Ngụy Bình Công vừa nhìn đã biết lão gia hỏa này trột giả, không biết muốn che che giấu giấu cái gì, liên lụy đến nhiều mạng người như vậy, lại còn tới bộ này. Nhất thời nổi trận lôi đình, dầm một tiếng vỗ tay lên bàn, đập đồ vật trên bàn nhảy ba cái, đừng chơi trò lén lút kia, lão tử ở mình dưới nhìn chán rồi, nói, chuyện gì xảy ra. Làng dược sư bộ dáng tiên phong đạo cốt, lúc này bị làm cho có chút không xuống đài được. Lạc Thiên Hà lên tiếng nói, Ngụy Soái, có lời gì từ từ nói. Ngụy Bình Công chỉ vào mũi hắn liền mắng, bớt ở chỗ này làm người hiền lành, biết ngươi là tiên cung đi ra, cùng hắn mặc một cái quần. Rõ ràng chọn bên đứng, còn giả bộ cái gì tranh thần lên tiếng chống đối bệ hạ, lão tử không quen loại ngụy quân tử như người nhất. Đen mặt gì? Ngươi chỉ cần có thể cứu sống những huynh đệ này của ta, ta quỳ xuống cho ngươi đều được không có bản lĩnh kia liền câm miệng cho ta. Hiện tại nơi này là địa bàn của ta, không tới phiên người khoa tay múa chân. Phất tay lại chỉ lang dược sư, lão già kia, ta nói cho người biết, người lúc trước nói ra có giải dược lời nói. Ta đã truyền đạt xuống chấn an lòng quân, người nếu là dám nói dối lừa gạt. Đó chính là nói dối quân tình, là ý đồ giao động lòng quân. Ta lập tức hạ lệnh đem ngươi cho làm thịt, ta ngược lại muốn xem tiên cung có thể nói ta cái gì. Bùm! ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám nói ra một cái không chữ, lập tức chói ngươi đẩy ra ngoài, dám lừa gạt bọn họ. Nhìn xem những kia không có đường sống các huynh đệ có thể hay không đem ngươi cho xé sống. Bảng quan La Khang An nhếch miệng, phát hiện vị này đã từng minh giới đại lão có đủ nóng này. Đây là ép buộc người ta nói có giải dược, không cho phép nói không có a. À. Hắn lại nhìn sắc mặt Lạc Thiên Hà cùng Lang Dược Sư, phải gọi là khó coi, mặt mũi có thể nói bị quét sạch không còn một mảnh hắn cũng không biết mình có tâm tính gì chỉ thích nhìn những người cao cao tại thượng kia kinh ngạc tần nghi vẻ mặt lo âu ngụy bình công đột nhiên nổi giận như vậy nàng nhìn ra tình huống không ổn chuyện giải dược tựa hồ xảy ra biến cố hai nam nữ đồng tử kia trừng mắt tròn xoe nhìn ngụy bình công như muốn ăn thịt người bộ dáng có chút bị dọa làng dược sư sau khi khuôn mặt khó xử hòa hoãn lại đột nhiên lại ngồi xuống chậm rãi nói giải dược cất giấu ở tiên cung dùng hết là ta sơ xuất là ta quên mất, nếu có sai, tùy ý Ngụy Soái xử trí là được." Hai mắt nhắm lại, một bộ tùy tiện ngươi làm sao bây giờ? Phong độ bình thường, gặp phải người như thế, cũng chân chính là không còn sót lại chút gì. Ngụy Bình công giận quá hóa cười, hai tay áo sắn lên, ha hả nói, loại chuyện này cũng có thể nhớ lầm. Chương 258, U Minh 18 sát. Ngụy Soái, Ngụy Soái, trước một tiếng gọi chính là Lạc Thiên Hà lắc mình ngăn ở lang dược sư phía trước có việc nói chuyện dược sư một mảnh hảo ý đến hỗ trợ không có công lao cũng có khổ lao nào có chị không hết bệnh liền đánh đại phu đạo lý sau một tiếng gọi là tần nghi nàng dưới tình thế cấp bách lại xông tới giữ chặt cánh tay ngụy bình công ngụy bình công mắng lạc thiên hạ trước cái dám hảo ý đến đây không phải tiên cung lên tiếng hắn có thể lại đây chữa bệnh trị bệnh gì hắn chạy tới làm bộ làm tịch một trận cái dám gì dùng không có còn vẽ kia bánh lớn, đem mọi người lừa gạt thống khoái, đã là táng tận lương tâm, lang băm một cái, lưu hắn làm gì? Lão tử muốn tới giải dược cũng có thể cho ngươi giải quyết phiền toái, những người này ngươi cho rằng vuốt mông ngựa là có thể rơi tốt. Nghe quen a dua nịnh hót người, vuốt mông ngựa cho dù tốt, bọn họ cũng cho là đương nhiên. Tự giác một chút, lập tức buông tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Uyên vẻ mặt cảnh giác bước tới gần, Nam Tê Như An cũng nhịn không được gãi gãi mặt, phát hiện mình chịu chút nhục nhã kia không tính là gì, vì y quan đứng đầu tiên cung này đã hoàn toàn mất sạch mặt mũi. Còn muốn đánh người ta làm thịt người ta, hắn chịu mấy câu không dễ nghe kia thật không tính là gì, trong lòng hắn cân bằng không ít. Đồng thời khẩn cấp nháy mắt với Khương Sơn Sơn và Trúc Mậu, làm tốt phòng bị ngụy bình công đề phòng Tần Nghi sòng bậy, tránh cho Tần Nghi gặp chuyện không may. Tần Nghi vội vàng nói, cho dù không có giải dược, lang dược sư cũng là người tìm ra giải dược, Hắn khẳng định biết làm sao làm ra giải dược. Không có sẵn, chúng ta có thể đi tìm không phải có sẵn à? Người giết hắn, chúng ta còn tìm ai hỏi? Ngụy Bình Công hung tợn nhìn hắn chằm chằm, đó thật sự là một khuôn mặt cho quỷ xem, muốn nói lại thôi một phen, trong lòng cũng không thể không thừa nhận Tần Nghi nói có đạo lý. Không hướng cái khác, chỉ vì bên ngoài hơn hai vạn người mạng sống cơ hội, hắn nhịn, phất tay áo xoay người, đưa lưng về phía hư một tiếng. Thành chủ tần nghi lúc này thỉnh lạc thiên hà như một chút lạc thiên hà thấy nàng đã ổn định ngụy bình công trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm phát hiện vẫn là nữ nhân này năng lực khẩn cấp mạnh hơi cho ánh mắt khen ngợi nghiêng bước tránh ra mặc kệ lang dược sư nhắm mắt mà ngồi chờ chết có thể nhìn thấy hay không tần nghi đều trước tiên hành lễ với hắn lại hỏi dược sư nếu ngài từng làm ra giải dược nên biết chân tướng giải dược không có sẵn chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp không biết còn có biện pháp tìm được giải dược hay không lang dược sư tức giận rời khỏi tiên cung đi đâu không phải là bị người cung kính rất ít khi bị người đối đãi như vậy nhắm mắt lại không lên tiếng lạc thiên hà lúc này đi qua đẩy một cái bả vai của hắn dược sư không vì cái gì khác coi như là cho những cái kia trông mong mạng sống người một cơ hội được không lang dược sư xem như tìm một bậc thang xuống chậm rãi mở hai mắt nhìn chằm chằm tần nghi nói người muốn tìm giải dược khác tần nghi gật đầu nếu không có sẵn chỉ có thể như thế làng dược sư có lẽ có thể tìm được cái gì gọi là có thể tìm được ngụy bình công vừa nghe liền tức giận bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm bộ dáng bất cứ lúc nào cũng muốn phát tác tần nghi thử hỏi rất khó tìm sao một số ít người chúng độc ôn thần tiên đan giải độc thật tốt có thể hóa giải nhưng nếu muốn tiến hành giải cứu đám người quy mô lớn dưới tình huống tiên đan không đủ biện pháp trước mắt cũng chỉ có tìm được huyễn nhãn mới được. Ảo nhãn, mọi người đánh giá lẫn nhau, đều là lần đầu nghe nói, không biết huyễn nhãn là thứ gì. Tần nghi tự nhiên muốn hỏi, ảo nhãn là gì? Lang dược sư, năm đó cuộc chiến mới cũ, bởi vì ôn thần chết vô số, tiên đình sợ ôn thần lại ngóc đầu trở lại, mệnh ta tìm được phương pháp giải trị, ta hao phí hơn ngàn năm. Cũng khổ sở không được phương pháp này, sau đó trong lúc vô tình nghe người tham dự đại chiến năm đó nói, trong thần điện ôn thần từng nuôi dưỡng qua huyễn trùng chi mẫu. Ta liền ôm tâm tính thử xem, thỉnh tiên đình phái người cho ta bắt được mấy con huyễn trùng chi mẫu. Sau khi thử nghiệm, quả nhiên, huyễn nhãn chính là giải dược. Vị huyễn nhãn chính là con mắt của huyễn trùng chi mẫu, ảo trùng chi mẫu. Người có nghe thấy nhíu mày, ngay cả ngụy Bình Công cũng nhéo cầm mình cân nhắc. Tần nghi, mẹ của huyễn trùng rất khó tìm sao. Làng dược sư, huyễn trùng sinh hoạt ở ảo cảnh, ảo cảnh tràn ngập bất chắc năm đó tiên đình phái người đi bắt tử thương cũng không nhỏ mẹ của huyễn trùng tên như ý nghĩa chính là mẫu thể của huyễn trùng vốn là thưa thớt hơn nữa trốn tránh khó tìm người tiên đình phái đi năm đó tìm khắp ảo cảnh hào hết thiên tân vạn khổ cũng chỉ bắt năm con mà thôi cũng không biết có phải toàn bộ ảo cảnh đều bị bắt sạch hay không tổng về sau không tìm được nữa mới dừng tay nghe được lời ấy tần nghi mặt có vẻ bi thương chẳng lẽ tìm không thấy nữa sao? Làng dược sư vuốt dâu, trầm ngâm nói, theo lẽ thường mà suy đoán, huyễn giới chỉ cần còn có tân sinh huyễn trùng. Liền tất nhiên còn có mẫu thể tồn tại, lẽ ra là còn có, về phần còn có thể tìm được hay không, huyễn cảnh to lớn. Hắn lắc đầu, hiển nhiên là cảm thấy hy vọng không lớn, ảo giới, mọi người đều im lặng. Cho dù là tần nghi, ít nhiều cũng nghe nói qua ảo cảnh, đó là một thế giới thật giả mê ly, thật giả bất định liền ý nghĩa tràn ngập nguy hiểm. Nghe nói địa phương nhìn như đất bằng một chân dẫm xuống chính là vực sâu, không thích hợp cho người ở. Ngay cả tu sĩ cũng không muốn đi, huống chi là đi tìm đồ vật, hơn nữa còn là tìm đồ vật hiếm thấy, độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng nàng không cam lòng, vẫn thử hỏi, xin hỏi dược sư, tìm kiếm huyến trùng chi mẫu, có đường tắt có thể theo. Làng dược sư thở dài, tần hội trưởng, tâm tình của người ta hiểu, nhưng không ngại thử nghĩ, nếu là dễ tìm. Vì phòng ngừa ôn thần ngóc đầu trở lại, như vậy giải dược, tiên đình nhất định phải chuẩn bị nhiều một chút, lại làm sao chỉ lưu một phần. Lời này khiến tâm tình tần nghi họa vô đơn trí, gần như tuyệt vọng, nhưng nàng không phải là người dễ dàng buông tha, kiên trì hỏi một câu. Dược sư, chúng độc ôn thần, nếu không có thuốc giải, người bình thường có thể kiên trì bao lâu, tu sĩ có thể kiên trì bao lâu. Mọi người vừa nghe liền hiểu, đối với tìm được khuyến nhãn, dù cho cơ hội xa vời, nhưng nữ nhân này hiển nhiên còn muốn hết sức thử một lần. Lang dược sư, độc khác, bình thường đều là tu sĩ có thể kiên trì hơn người bình thường. Các ngươi trước mắt cũng đã thấy qua, trên cơ bản đều phát tác cùng một ngày. Tu sĩ so với người bình thường cũng không muộn bao nhiêu, cho nên tranh lệch giữa người bình thường và tu sĩ cũng không lớn. Đây cũng là độc ôn thần khác với bình thường. Chúng độc này, mỗi ngày ho khan không ngừng, thổ huyết hai lần, lấy thuốc bổ 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 bổ, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì ba tháng, mặc cho pháp lực của người cao thâm, cũng chỉ có thể là rơi xuống. Thần hình hao hết, chịu đủ dày vò mà chết. Ba tháng, ba tháng, còn có ba tháng. Tần nghi thì thao tự nói, thần sắc đã trở nên có chút tiểu tụy. Thấy nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, lang dược sư hình như có đồng tình, cũng hình như có áy náy, đặc biệt thiện ý nhắc nhở một tiếng. Người nếu thật muốn tìm nếu thật có cơ hội tìm được nhớ kỹ một chút tìm được huyễn trùng chi mẫu đảo lấy huyễn nhãn lúc nhất định phải hoàn chỉnh đảo lấy đối với huyễn nhãn không được có bất kỳ hư hao gì một khi hư hao có thể liền vô dụng đây cũng là vì sao nói giải dược này một khi dùng và liền phế bỏ nguyên nhân nhớ kỹ nhớ kỹ ngay khi suy nghĩ của mọi người cuồn cuộn đột nhiên có người ra tay thừa người chưa chuẩn bị ngụy bình công đột nhiên xuất thủ đột nhiên lắc mình tới một chảo hướng lang dược sư mọi người kinh hãi. Lang Dược Sư lật tay áo một trưởng đánh ra chống đỡ, một bên Lạc Thiên Hà gầm lên, ngụy xoái. Ngụy Bình Công trở tay ném về phía Lạc Thiên Hà, chỉ thấy một đạo hắc khí như sấm sét đánh sâu vào. Cùng Lang Dược Sư vỗ tay hoan nghênh trên tay cũng là một đạo lôi ba phóng tới. Bùm! Giống như trời rung đất chuyển, cả tòa phòng ốc trong nháy mắt bị lực trùng kích cường đại làm cho vỡ tan. Một đám bóng người từ trong bụi mù bay tán loạn nhảy ra bốn phía, khương sơn sơn cùng trúc mậu bảo vệ tần nghi cùng bạch linh lung tránh hiểm rơi xuống đất ly vũ chắn ở trước người nam tê như an những người khác thì tựa hồ có chút chật vật không chịu nổi đều tự tránh ra bụi mù kích động mà đi ngụy bình công tay áo tung bay vẻ mặt cười lạnh ngụy xuất sao có thể làm bậy lạc thiên hà kinh hãi tức giận chuyển đến hắn cùng lang dược sư thì như mua dây buộc mình song song bị một đoàn hắc sát chi khí quấn quanh ở trong đó quát tháo dãy ruộng muốn thoát khỏi dây dưa, nhưng giống như bị nhốt ở trong ác mộng khó có thể tỉnh lại. Sư phụ, hai gã đồng tử hò hét xông tới, muốn giải cứu lang dược sư. Nguy hiểm, không nên tới gần. Lang dược sư la lên một tiếng. Nhưng đã chậm, hai gã đồng tử vọt tới tại chỗ bị đoàn sát khí kia đánh bay ra ngoài, trong miệng sặc máu không nói, cả người cũng si ngốc ngơ ngác lảo đảo, trong nháy mắt biến thành kẻ ngốc. U minh thập bắt sát, Khương Sơn Sơn kinh hô một tiếng, Trúc Mậu vẻ mặt ngưng trọng, không hồ là trọng tướng dưới tay U Minh Đại Đế, ngay cả U Minh thập bắt sát phục quỷ diệt sinh cũng truyền cho hắn. La Khang An bị chấn động một trận hết hồn hết vía, nhìn về phía Ngụy Bình Công nửa lơ lửng, không nghĩ tới vị này chẳng những nói động thủ liền động thủ, cư nhiên còn chơi đánh lén. Lâm Uyên cũng rất bất ngờ, phát hiện quê nhà này một lời không hợp liền sằng bậy, có chút điên cuồng. Ngụy Bình Công lại lắc người ra, một chảo cắm vào trong hắc sát chi khí, hắc sát khí cuốn quanh lang dược sư đột nhiên biến mất mà cổ lang dược sư đã bóp ở trong móng vuốt ngụy bình công ngụy xuất không thể lỗ mãng giọng khang sát truyền đến người cũng từ trên trời giáng xuống khẩn cấp khuyên ngụy bình công dừng tay động tĩnh lớn như vậy muốn không bị kinh động cũng khó chung quanh đã là một đám giáp sĩ lắc mình mà đến sững sờ mờ mịt lại kinh ngạc đều không biết đã xảy ra chuyện gì không biết mấy vị này như thế nào động thủ ngụy bình công vung tay áo lên hắc sát khí quấn quanh Lạc Thiên Hà đột nhiên biến mất trong tối tăm. Biến mất khiến Lạc Thiên Hà luống cuống tay chân chống đỡ có chút trở tay không kịp, vẫn hư lung ngăn cản vài cái mới biết đã qua. Hắn vừa dương mắt, phát hiện làng dược sư đã làm mệnh sớm tối, không khỏi đưa tay kinh hô, ngụy xoái, tuyệt đối không thể. Ngụy Bình Công nghe răng nói, chuyện thuốc giải, ta đã báo cho các huynh đệ thủ hạ, hôm nay lại muốn ta lật lọng, bảo ta ăn nói thế nào. Hôm nay lang băm này không cho lão tử một cái ăn nói thỏa mãn, ta đành phải làm hắn nhiễu loạn lòng quân, đem quân pháp làm. Lang dược sư rơi vào trên tay hắn vừa thẹn vừa thẹn, cho rằng tu vi của mình cũng không kém, cũng không muốn ở trên tay Ngụy Bình Công ngay cả một hai chiêu cũng không qua được. Lạc Thiên Hà làm sao không phải như thế, vừa giận vừa kinh. Hai người lúc này mới xem như lĩnh giáo, đại đế nắm giữ u minh tọa hạ chiến tướng, điện soái trinh chiến u minh kinh sợ yêu ma quỷ quái quả nhiên là không tầm thường. Khó trách sức mạnh mười phần một chút cũng không đem bọn họ để vào mắt, dám nói đánh liền đánh. Khang sát bước nhanh về phía trước, hai tay liên tục xoa dịu, ngụy huynh, ngàn vạn lần không được làm bậy, người muốn ăn nói, ta ăn nói cho người là được. Người là hắn hộ tống tới, nếu không thể đem người cho an toàn hộ tống trở về, hắn không có biện pháp hướng tiên cung bên kia ăn nói. Ngụy Bình Công lập lập tức phun hắn, ngươi là chân chạy cho cái rắm công đạo. Khang sát có thể buông cái giá chủ động cùng hắn thân cận, tự nhiên là biết bản lĩnh của hắn, chỉ có thể là bị mắng giờ khóc giờ cười mà thôi. Hảo ngôn khuyên nhủ, Ngụy Huynh tin ta một hồi, chỉ cần thả dược sư, ta lập tức cho ngươi ăn nói. Trước mặt mọi người, ta lấy danh nghĩa đáng ma cung thể, nếu có một câu nói dối, dưới chướng nhị ra không còn chỗ cho khang mỗ đặt chân. Chương 259, nhắc nhở đây là cầm thanh danh đáng ma cung đi ra đảm bảo trước mắt bao người nói đến nước này ngụy bình công thật đúng là không thể không tin nhưng vẫn hỏi một câu thật có thể cho ta công đạo khang sát chẳng lẽ ngụy huynh cho rằng khang Mô sẽ làm bẩn danh dự đáng ma cung hay sao ngụy bình công ngược lại gọn gàng linh hoạt thuận tay đẩy một cái làng dược sư chân dán mặt đất lập tức trượt ra ngoài mười trượng mới chậm rãi xuất pháp lực để đứng vững chân vừa ổn định chân làng dược sư đã giận tím mặt ống tay áo hai bào mở ra, pháp lực mênh mông cuồn cuộn, lúc trước chưa chuẩn bị chịu thiệt thòi, hiển nhiên là muốn tính sổ. Dược sư, không thể. Khang sát vội vàng đẩy tay hô to, còn kém nói ra ngươi căn bản không phải là đối thủ của người ta, cần gì phải tự rước lấy nhục. Hắn rất rõ ràng, một cái là đánh đánh giết giết xuất thân bò đến minh giới điện xoáy vị trí trên người, một cái là dựa vào y thuật tồn dưỡng tại tiên cung người. Luận tu vi lang dược sư có lẽ càng cao, nhưng nếu là luận vũ lực mà nói hai người căn bản không phải cùng một mặt đối thủ lang dược sư liền giống như là lực lớn vô cùng to con ngụy bình công liền giống như là một cái ngắn nhỏ tinh khô gầy lực lượng có lẽ không tỷ lệ thuận nhưng to con động tác vụng về đánh nhau khẳng định phải bị ngắn nhỏ tinh khô gầy cho lật ngược thật vất vả khuyên ngụy bình công dừng tay lang dược sư lại sinh sự không phải tự tìm phiền toái sao thử hỏi khang sát làm sao có thể không sốt ruột tu sĩ thần tiên cảnh một khi toàn lực giao thủ dư âm do uy lực sinh ra cũng không phải trò đùa đám người khương sơn sơn lập tức che chở đám người tần nghi lui ra một chút lạc thiên hà cũng kêu to dược sư không nên xúc động hắn cũng biết lang dược sư không có khả năng là đối thủ của ngụy bình công từ vừa mới giao thủ trong lòng hắn liền hiểu rõ huống chi lang dược sư căn bản không am hiểu đánh đánh giết giết lấy khuyết điểm của mình cùng sở trường của người ta đi đụng đây không phải là muốn chết sao? Với cuồng kình của Ngụy Bình công, hắn không chút hoài nghi Ngụy Bình công bị chọc giận thật sự có thể giết Lang Dược sư. Mấu chốt cho dù giết Lang Dược sư, tiên đỉnh bên kia cũng chưa chắc có thể đem Ngụy Bình công cho như thế nào, Ngụy Bình công hiện tại nắm nhiễu loạn quân tâm. Quân pháp làm lý do, quân pháp vô tình cũng không phải là trò đùa, làm như thế nào cũng không quá đáng, huống chi sau lưng Ngụy Bình công còn có cái chỗ dựa lớn chỗ dựa lớn kia là một trong những người đế quân hứa hẹn cùng nắm giữ chư giới khi giành thiên hạ, từ Ngụy Bình Công có thể thi triển ra U Minh Thập Bát Sát. Liền có thể thấy được cực kỳ được U Minh Đại Đế thưởng thức, có chỗ dựa vững chắc như vậy, không có lý do thích hợp, ai cũng không dám xử trí loạn Ngụy Bình Công. Nhiên làng dược sư lửa giận thiêu tâm, đã bị chọc giận, hoàn toàn bị lửa giận cho đánh ngất đầu. Mắt thấy sắp toàn lực một kích, Ngụy Bình Công đột nhiên lạnh lùng liếc xéo, ống tay áo tay phải vung lên, chấn động ra động tĩnh len keng như sấm, nổ vang trong toàn bộ luyện chế trường. Đôi nam nữ đồng tử si ngốc ngơ ngác giống như mất đi thần trí kia bỗng nhiên như bị sét đánh, song song ngửa mặt lên trời điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp lên tiếng ngã xuống đất. Lang dược sư quay đầu lại nhìn, chấn động, khẩn cấp lắc mình mà đi, nâng hai người dậy nhanh chóng kiểm tra, sóc mặt đại biến, hoàng sợ dẫn người đi, hiển nhiên là muốn đi cấp cứu. Một hồi tên đã lên dây đại chiến, theo một người rời đi cứ như vậy hóa giải mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khang sát sắc mặt trầm trọng trầm giọng nói với ngụy bình công ngụy huynh đôi kim đồng ngọc nữ này tiên hậu nương nương ban cho dược sư làm đồ đệ nếu thật sự có chuyện không hay thì không thích hợp ngụy bình công yên tâm dựa vào y thuật của lão gia hỏa này sẽ không lo lắng đến tính mạng đừng nói sang chuyện khác ăn nói đi nghe nói không có việc gì khang sát nhẹ nhõm không ít phất tay hướng vách núi huyệt động bên kia mượn một bước nói chuyện, dứt lời liền dẫn đầu rời đi, thân hình Ngụy Bình Công lập tức bắn ra đuổi theo. Một đám người ở lại hiện trường, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, Lâm Uyên lại nhìn chằm chằm bóng dáng Ngụy Bình Công rời đi. Khuôn mặt đen thui của Lạc Thiên Hà còn chưa bình tĩnh lại, cảnh nội bất khuyết thành có gai như vậy, sau này sợ là đủ cho hắn đau đầu. Nam Tê Như An đi tới bên cạnh Tần Nghi, Ngụy Suất này tính tình không tốt lắm, mang tới người như vậy tỏa chấn có chút từ tìm kích thích a à. ánh mắt tần nghi lóe lên trong lòng nàng lại không nghĩ như vậy trải qua một màn trước mắt trong mắt nàng lực uy hiếp của vị ngụy soái này ngược lại vượt qua mong muốn của nàng đối với nàng mà nói không sợ người có bản lĩnh có tính tình chỉ sợ không có bản lĩnh nhưng mà trong mắt rất nhanh lại toát ra lo âu ngụy bình công tác dụng hiện tại đã không còn quan tâm trước mắt nên làm cái gì bây giờ mới là vấn đề lớn sơn nhai động sao sao ngụy bình công sải bước mà vào đi tới khang sát trước mặt. Ta đang muốn ngươi trước mặt mọi người cho các huynh đệ công đạo, vì sao che che giấu giấu. Phía trước hắn chính là bởi vì lang dược sư che che giấu mà bị chọc giận. Khang sát hơi im lặng, tổ chức ngôn ngữ một chút, mới thở dài. Lúc trước ta ngăn cản ngươi, không cho ngươi đi tìm lang dược sư, vốn là muốn nói cho ngươi biết, nhưng ngươi quá xúc động. Ngụy Bình Công bình tĩnh nói, sợ hắn làm gì, đãng mà cùng nhị ra cùng cứu mẫu tiên cùng kia cũng không đái được một chỗ, ta làm như vậy ngươi nên cao hứng mới đúng. Khang sát nghe vậy trợn trắng mắt, khoát tay nói, không có chuyện gì, ngàn vạn lần không được nói lung tung. Ngụy Bình Công cười khúc khích nói, chỉ chút chuyện vớ vẩn của các ngươi, ta còn lời hỏi nhiều. Nói đi, hiện tại nói cũng không muộn, ngươi nói cho công đạo, ta muốn giải dược, ta chỉ muốn giải dược. Khang sát, giải dược chắc chắn có, ngươi gấp cái gì? Hả? Ngụy Bình Công kinh ngạc, lúc trước không phải ngươi còn nói không có giải dược, dùng hết rồi sao tiên đình bên kia trả lời ta cũng là như vậy khang sát ngươi yên tâm tiên đình sẽ không ngồi nhìn hơn vạn tên huynh đệ sống chết mặc kệ hơn vạn viên kim đan cấp giải độc tiên đan tiên đình ngẫm lại biện pháp vẫn có thể gom góp được lớn như vậy tiên giới làm sao có thể ngay cả một vạn viên giải độc tiên đan đều gom không ra đây đối với tiên đình mà nói cũng không phải là việc quá lớn tuy rằng cái giá phải trả rất lớn nhưng đối với lòng quân mà nói tiên đình vẫn nguyện ý trả giá cái giá này. Cho nên người không cần gấp, tiên đình sẽ mau chóng xoay sở, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi, tối đa khoảng 10 ngày, giải độc tiên đan hẳn là có thể gom đủ đưa tới. Nghe được lời ấy, Ngụy Bình Công thờ phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Chợt lại cảm thấy không đúng, đã có biện pháp, vì sao che che giấu giấu, lúc này truy vấn, tần thị bên này hơn một vạn người giải độc tiên đan, tiên đình cũng cho sao, khang sát hàm hồ nói cái này ta cũng không biết nên thương lượng với tiên đình như thế nào là chuyện của tần thị chúng ta làm tốt chuyện của mình là được những thứ khác không phải chúng ta quan tâm tóm lại người có thể ăn nói với các huynh đệ cũng không cần sinh sự nữa được rồi bất khuyết thành vệ bên kia cung cấp một danh sách những người khả nghi ta còn muốn an bài bắt người sẽ không cùng ngươi tiêu hao dứt lời xoay người rời đi ngụy bình công đưa mắt nhìn như có điều suy nghĩ cuối cùng không biết suy nghĩ cẩn thận cái gì lắc đầu than nhẹ một tiếng lại ngồi trở về vị trí của mình uống rượu hắn yên tâm nhưng tần nghi đang lo âu đợi đến khi sắc trời sáng choang biết khang sát rời khỏi luyện chế trường đi bất khuyết thành tần nghi rốt cục nhịn không được chạy tới bái kiến giang ngộ cùng la khang an đi cùng ngay cả bạch linh lung cũng không cho vào sau khi chào hỏi tần nghi thử hỏi ngụy soái cái mà thần tướng gọi là công đạo ngụy soái có cảm thấy thỏa đáng không Ngụy Bình Công trầm mặc trong chốc lát, thở dài. Tần hội trưởng, người cũng không cần quanh co lòng vòng. Nhiều ta không biết, có một số việc cũng không phải ta cái này người giữ cửa nên hỏi đến. Ta cũng không hàm hổ ngươi, chỉ nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như ngươi còn muốn tìm huyễn nhãn, vậy thì mau chóng thử một chút đi. Người tần thị cũng coi như có chút tiền, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, không ngại thử một lần. Lời này vừa nói ra, tần nghi trong lòng run lên, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, ngụy soái này hơn vạn nhân mã, chẳng lẽ tiên đình liền mặc kệ bọn họ sống chết sao? Ngụy Bình công tay chống bản án đứng lên, tần hội trưởng, tiên đình nhân mã tự có tiên đình nghĩ biện pháp, còn không tới phiên người tới quan tâm, đi thôi, quan tâm chuyện của ngươi đi thôi. Tần nghi còn muốn nói gì đó, Mạc Tân đã đứng dậy, đưa tay tiễn khách, mời. Biết được phong cách nói là làm của vị này, tần nghi cũng chỉ có thể ảm đạm xoay người, ai ngờ ngụy bình công lại chỉ vào bình rượu ném lung tung các loại đồ vật là khang an nơi này còn không có quét dọn sạch sẽ người chạy đi đâu mọi người quay đầu lại là khang an nhìn rác rưởi nhất thời có chút há hốc mồm trong lòng mắng ngay tại chỗ lão tử là tới phối hợp ngươi xử trí sự vụ luyện trí trường không phải tới làm việc vặt cho ngươi nhưng mà tình huống bình thường là bình thường lời hắn để ở trong lòng mắng đều là lời không dám nói ra huống chi trước đây không lâu còn thấy vị này sảng khoái mất hứng đây chính là ngay cả người tiên cung cũng dám đánh hắn có mấy lá gan dám làm trái trong lòng mắng trên mặt vui tươi hớn hở liên tục cúi đầu khom lưng được tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho ngài tần nghi cũng chỉ có thể dùng ánh mắt ủy khuất ngươi cứ như vậy đi sau khi nhặt rác xong la khang an lại cười bồi ngụy bình công ngụy soái đều thu dọn sạch sẽ ngài xem còn có gì phân phó không có việc gì ta đi làm trước. Ngụy Bình Công, theo ta được biết, người kia này tần thị phó hội trưởng cũng chỉ là hư danh, cả ngày không có gì chính sự làm, bận rộn. Là Khang An Ai Nha nói, lúc này lúc khác, tần thị đang trong lúc nguy nan, ta phải giúp chấn an lòng người. Lấy cớ, chính là không muốn ở bên cạnh vị này. Ngụy Bình Công xì một tiếng, tiểu dạng tham sống sợ chết này của ngươi. Trong lúc nguy nan ngươi không phải là người đầu tiên chạy trốn đều là tốt, còn chấn an lòng người nói loại lời này chính người tin sao? vừa thấy La Khang An lại là một bộ dạng nói chuyện ma quỷ há mồm liền tới, nhanh chóng dừng lại. được rồi, không liên quan đến chuyện vô danh kia của ngươi, nói chút chính sự đi. La Khang An không thể biện giải cho mình, không thể rửa sạch sự trong sạch của mình, có chút nghẹn khó chịu. nhưng mà quyền chủ động ở chỗ này không do hắn nắm trong tay, hắn chỉ có thể theo hỏi chính sự gì? Ngụy xuất ngài nói, ta rửa tay lắng nghe bộ dạng dịu ngoan này của hắn, Ngụy Bình Công thấy thế nào cũng không thoải mái, nhịn không được lại chỉ vào mũi hắn mắng, ngươi xem bộ dạng sợ hãi kia của ngươi. Ta liền buồn bực, biểu hiện trên đấu thầu cũng rất hiếu dũng hiếu mưu, rõ ràng có chút bản lĩnh, nhưng luôn là một bộ sợ hãi, ngươi không khó chịu sao. La Khang An thở dài, nào có bản lĩnh gì, thỏ nóng này còn cắn người, cạnh tranh là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa, xuất thân của ta ngài cũng biết, ta chỉ là khiêm tốn, không muốn phô trương mà thôi. Huống chi, ta đây cũng không phải sợ, là tôn kính ngụy soái Dừng dừng dừng, nói chính sự. ngụy Bình Công nhanh chóng giơ tay ngăn lại, hắn đã lĩnh giáo, lời nói ma quỷ của tên này cực kỳ mê hoặc, nghe tiếp sẽ bị lệch. Cầm bầu rượu lên uống một ngụm rượu, mới lạnh nhạt nói, tần thị nếu là sụp đổ, ngươi chuẩn bị đi nơi nào a à? chương 260, tình trạng khó xử. Là Khang An sừng sốt, tần thị không phải còn chưa sụp đổ sao lúc này vẻ mặt nghiêm túc không có ý định tần thị đối xử với ta không tệ thể cùng tần thị tồn vong nói tiếng người ngụy bình công quát một tiếng con chó này có ý tứ gì không phải chọc giận ta không thể đúng không Là khang an oán thầm một bộ tận tình khuyên bảo ngụy soái lời ấy phát ra từ đáy lòng a ngụy bình công ha hả một tiếng gật đầu nói ừ người nói ta đều tin La Khang An Ngương nghẹn lời không nói gì. Ngụy Bình Công, được rồi, ta nói là nếu, nếu tần thị sụp đổ, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? La Khang An lại toát ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, vừa định nói, ta đã nói, thể cùng tần thị cộng tồn vong. Nhiên còn chưa nói ra khỏi miệng, Ngụy Bình Công lại bổ sung một câu, ta nhắc nhở ngươi, ngươi nếu nói cái gì nhảm nhí. Một khi tần thị thật sự sụp đổ, ta nhất định cho ngươi nói giữ lời, cho ngươi cho tần thị chôn cùng ta nói được làm được la là khang an khàn khàn nghĩ đến phong cách sảng khoái của vị này ngay cả người tiên cung cũng dám thu thập đến miệng mạnh mẽ nuốt trở về thuận thế sửa miệng tình cảnh trước mắt của tần thị tương đối gian nan nhưng ta thân là phó hội trưởng tần thị cũng chỉ có thể cùng tần thị cố gắng hết sức ngụy bình công làm hết sức như thế nào la khang an có bị khảo cảm giác trả lời tiên đình hẳn là sẽ không ngồi nhìn nhiều người như vậy sống chết không để ý đi Ngụy Bình Công xì một tiếng, tiên cung cất giữ phần giải dược kia, người không phải cũng cho rằng là thật sự không có đi. La Khang An trần chờ nói, cái này há có thể giả. Một khi tương lai bị người biết vẫn còn, mặt mũi ở đâu? Ngụy Bình Công mặt không chút thay đổi nói, cái này dễ làm, nhân má tiên đình lại đi ảo cảnh tìm một phần. La Khang An nghẹn họng nhìn chân chối, Ngụy Bình Công liếc xéo, như thế nào? Không được sao? Người còn có thể lấy ra chứng cớ gì để chứng minh tiên đình làm giả sao? ta không phải ý này la khang an xua tay không biết vị này nói thật hay giả nghi hoặc nói tiên đình nếu có giải dược liên quan đến tính mạng nhiều người như vậy trực tiếp lấy ra cứu người là được cần gì phải đi vòng vòng này ngụy bình công lạnh nhạt nói tính mạng nhiều người như vậy bao nhiêu vạn người của tần thị tới mà thôi tùy tiện một hồi đại chiến cũng không chỉ chết những thứ này la khang an vạn mạng người a à, không ít ngụy bình công xem ra người vẫn chưa hiểu mấu chốt của vấn đề. Ôn thần tái hiện, mà tiên đình chỉ có một phần giải dược. Một câu đánh thức La Khang An, Hồ Nghi nói, ý của ngài là Ngụy Bình Công, người hạ độc thủ, trên tay còn có bao nhiêu ôn thần không ai biết, nếu như lần sau dùng ở tiên đô, hoặc là dùng ở thành thị khác, người có nghĩ tới hậu quả kia không? Đến lúc đó người chết không chỉ là hơn vạn người, mà là vô số người. Nếu người quyết định là ngươi, người nên lấy hay bỏ như thế nào? la khang an nhíu mày khó có thể trả lời ngụy bình công tần thị cũng là phúc họa tự chiêu không thắng lần cạnh tranh đó ôn thần này cũng không tới được trên đầu tần thị không có thân thể tốt không có bụng dạ lớn như vậy muốn nuốt thịt mỡ lớn như vậy chống đỡ khó chịu cũng là chuyện hợp tình hợp lý chỉ có thể nói là tần thị xui xẻo nếu ôn thần lần này phát tác trong bất khuyết thành nguy hiểm tính mạng mấy ngàn vạn người ảnh hưởng quá lớn đó lại là một chuyện khác giải dược của tiên đình tự nhiên sẽ không mất. La Khang An hiểu ra chút gì đó, trần trở nói, nhưng nơi này còn có hơn vạn tiên đình nhân mã cũng chúng độc à. Ngụy Bình Công lạnh nhạt nói, bằng thế lực tiên đình, ngươi cảm thấy gom góp hơn vạn giải độc tiên đan sẽ có vấn đề sao? Chờ đi, không bao lâu nữa, giải dược đóng quân sẽ đến. La Khang An trực tiếp hỏi, ngài ý tứ là tiên đình chỉ cứu tiên đình đóng quân mà không để ý tần thị kia này hơn vạn người sống chết. Ngụy Bình Công dựa vào cái gì đi quản Tần Thị sống chết? Người nói ra lý do đi. La Khang An trầm giọng nói: Trên vạn cái tánh mạng cũng là tiên giới con dân a. À. Ngụy Bình Công vậy phải xem là tình huống gì? Đây là người của Tần Thị, Tần Thị phiên Vân Phúc Vũ Thắng được cạnh tranh. Vừa muốn ăn thịt mỡ kiếm thật nhiều tiền, xảy ra chuyện lại muốn tiên đình bỏ tiền mua bán này không khỏi cũng quá dễ làm chút ít. Tần Thị không phải không có biện pháp cứu những người này trên tay cự linh thần luyện chế bí pháp vẫn là rất đáng giá chỉ cần chịu ra tay là có thể gom góp ra số tiền này nếu là không chịu ra tay vậy tiên đình ngược lại muốn hỏi một câu dựa vào cái gì để tần thị đến kiếm thật nhiều tiền tiền lại để tiên đình đến trả giá thật lớn có chuyện tốt như vậy lý do này lại làm cho la khang an không nói gì để chống lại ngụy bình công tiểu tử này tần thị nếu không phải có chút bối cảnh nếu không phải đứng sau lưng gia tộc nam tê ngươi cho rằng tần thị có thể bảo vệ khối thịt mỡ này bí pháp luyện chế quan trọng như vậy lại nắm giữ ở trong tay một nhà thương hội còn muốn tiên đình phái ra đóng quân đến bảo vệ ngươi cho rằng tiên đình vui lòng rất nhiều chuyện chỉ là ngại quy tắc tiên đình không ăn ngon tướng khó coi tiên đình nếu cưỡng ép tịch thu nam tê gia tộc cái thứ nhất sẽ không đáp ứng cái này vừa họp nguy hiểm rất nhiều gia tộc lợi ích tiên đình thật muốn làm như vậy tất cả gia tộc sẽ liên hợp lại phản đối trước mắt đối với tiên đình mà nói lại là một cơ hội. Nam tê gia tộc không có khả năng xuất ra hơn trăm tỷ tiền đến đầu tư, tần thị cứu người muốn bán ra trên tay bí pháp, không cứu người mà nói, chậm trễ giao hàng. Không nói cái gì truy không truy trách, ít nhất rốt cuộc chiêu không được người đến tham dự luyện chế, không ai dám đến, tần thị cũng phải sụp đổ, bí pháp cuối cùng vẫn phải nhường ra. Cửa ải này của tần thị là không qua được, song đời là rõ ràng. Lạ phó hội trưởng, anh không tính toán cho tương lai của mình sao la khang an cứng miệng còn có hy vọng chỉ cần từ huyễn cảnh tìm được huyễn nhãn là có thể giải độc lời này chính hắn cũng không có sức lực thanh âm không lớn ngụy bình công ha hả vui vẻ tựa như lang dược sư nói tiên đình nếu có thể lại tìm được huyễn nhãn lại làm sao chỉ tồn một phần giải dược có thể làm cho tiên đình dừng tay đã nói rõ trong quá trình tìm kiếm tử thương tuyệt đối không nhỏ tiên đình không muốn lại thừa nhận cái giá kia cho nên nói tiên đình nhiều nhất là làm ra vẻ cho người trong thiên hạ một cái công đạo ít nhất tiên đình là không có khả năng lấy tính mạng của tiên đình nhân mã đi đổi lấy tính mạng của tần thị những người này đương nhiên trọng thưởng dưới tất có dũng phu có lẽ tần thị treo giải thưởng dưới thật đúng là có khả năng tìm được huyễn nhãn bất quá người cũng là người tiên đình đi ra người sẽ không cho rằng ngay cả thế lực khổng lồ như tiên đình cũng khó có thể làm được chuyện dựa vào một ít tạp ngư tôm nhỏ có thể làm được chứ chính người sở lương tâm nói một chút khả năng lớn bao nhiêu la khang an trầm mặc không nói trong lòng ai thán chẳng lẽ đây thật sự là mạng của mình tần thị phó hội trưởng mới nở mày nở mặt vài ngày liền muốn chơi xong ngụy bình công chậm rãi uống rượu xem phản ứng của hắn lâu không thấy đáp lại thản nhiên nói tiểu tử này suy nghĩ thật kỹ đi nếu có dự định gì có thể tìm ta nói một chút ta ít nhiều quen biết nhiều người có phân lượng hơn ngươi một chút chỉ cần ngươi hầu hạ ta cao hứng ta không ngại giúp ngươi một phen giúp ngươi an bài một nơi tốt la khang an kinh nghi bất định xem xét hắn có chút không hiểu nổi lão gia họa này nói thật hay là giả hắn bản năng cho rằng nào có chuyện tốt như vậy nhưng trước đó giải độc tiên đan chuyện lại làm hắn không dám xác định muốn đem người hùng hùng hổ hổ này cho hầu hạ cao hứng độ khó hình như rất cao mấu chốt thứ hai là rất nhiều chuyện chưa được lâm uyên đồng ý hắn căn bản không làm chủ được không có biện pháp nhược điểm trí mạng nắm ở trên tay lâm uyên sau khi do dự nhiều lần chắp tay thở dài ngụy soái hào ý tại hạ tâm lĩnh ta dù sao cũng là tần thị phó hội trưởng không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không dễ dàng phản bội tần thị đây là điểm mấu chốt làm người của la mỗ tuy nói như vậy nhưng vẫn để lại cho mình chút hy vọng đường lui lại ho khan một tiếng nói nếu thật đến ngày sơn cùng thủy tận vạn nhất tần thị thật sự không tồn tại lạ mỗ lại đến bái cầu ngụy soái cũng không muộn ngụy bình công ha hả nói vậy ngươi tự mình làm đi đi tận lực của ngươi đi ta sẽ không giữ ngươi lại dứt lời phất phất tay bắt đầu uống rượu la khang an khom người cáo lui sau khi rời khỏi nơi đây hắn trước tiên tìm được lâm uyên đem tình huống ngụy bình an nói cho hắn biết hỏi làm sao bây giờ nói cho lâm uyên là muốn xem lâm uyên làm sao bây giờ nếu lâm uyên từ bỏ tần thị không cần hắn nữa hắn nhất định phải tìm đường khác đương nhiên chuyện ngụy bình công nói giúp hắn mưu đường lui hắn không nói chuyện chuẩn bị chạy người cũng khó mà nói tiên đình có giải dược cũng không chịu lấy ra đối với việc này lâm uyên một chút cũng không ngoài ý muốn nghe nói tình huống sau khi tần nghi gặp mặt ngụy bình công trong lòng hắn liền tính toán có một số phương diện kết cấu hắn mạnh hơn la khang an không ít bởi vì tần thị khốn cục vẻ mặt lâm uyên lúc này cũng lâm vào ngưng trọng sau khi nghe xong bình tĩnh trả lời trước xem hội trưởng quyết định như thế nào đi ngụy bình công than thở nói tiếp xúc lâu như vậy ít nhiều hiểu rõ một chút nữ nhân này không kiên trì đến cuối cùng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nữ cường nhân chân chính chỉ sợ là còn muốn lăn qua lăn lại một chút lúc này tần nghi đang cùng lạc thiên hà nói chuyện lâu dài vốn định trực tiếp tìm lang dược sư chỉ là cùng lang dược sư cũng không quen hơn nữa nàng ở trước mặt lang dược sư người nhỏ lời nhẹ nói chuyện chưa chắc có tác dụng, nàng mở miệng, có chút bận lang dược sư chưa chắc chịu giúp. Mục đích tần nghi cùng Lạc Thiên Hà nói chuyện lâu dài, là hy vọng Lạc Thiên Hà có thể hỗ trợ hướng lang dược sư cùng tiên đình bên kia tìm hiểu một ít tình huống. Dù sao tiên đình bên kia từng có kinh nghiệm tìm kiếm huyễn nhãn, hy vọng có thể tìm được đương sự hiểu rõ. Tiếp theo chính là hy vọng lang dược sư có thể lưu lại, hỗ trợ giảm bớt thống khổ của người chúng độc. Nhiều người như vậy vẫn dày vò, chỉ sợ giải dược còn chưa tìm được sẽ xảy ra loạn, sợ là rất khó gánh vác đến kỳ hạn ba tháng. Lạc Thiên Hà chăm chú nhìn nàng, nha đầu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu dừng tay sao? Tần nghi vẻ mặt tiểu tụy, gian nan nói, thành chủ, tần thị đầu nhập ta tần ra phụ nữ hai đời tâm huyết, mẹ ta càng là bởi vì tần thị mà chết, để cho ta làm sao có thể dễ dàng buông tha. Lạc Thiên Hà lắc đầu, ngươi nha, ta không tin bằng người thông minh kinh lực có thể không biết hiện tại ý trời như thế nào. Người thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nghịch thế mà vì nhất định phải đụng cái đầu rơi máu chảy mới cam tâm sao. Nếu là chính người muốn kiên trì, quyền lựa chọn ở trên tay người, ta cũng không có quyền can thiệp. Dù sao liên lụy đến nhiều mạng người như vậy, ngươi yên tâm, nên giúp người ta cũng sẽ không ngồi nhìn. Về phần để lang dược sư lưu lại, sợ là có khó khăn bất quá hắn khẳng định phải đợi đến tiên đình cho đóng quân giải quyết thuốc đến mới có thể đi. Trong lúc này, hẳn là cũng đủ người phái người theo hắn học tập luyện chế thuốc giảm đau, ta sẽ giúp người dàn xếp. Hết chương 260 rồi ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.